Vân Chiêu Nhan 10 năm trước đã ở Thanh Châu nhưng vì gia đình xảy ra biến cố nên nàng mới phải rời khỏi nơi này. Hôm nay nàng về chúng ngày Thanh Châu tổ chức lễ để cầu may mắn và cũng vào năm trước nàng đã cầu cho đôi mắt có thể nhìn thấy được, kết quả là nàng đã được ban cho đôi mắt. Tuy nhiên từ ngày có đôi mắt thì Chiêu Nhan cũng ăn không ngon ngủ không yên bởi nàng luôn thấy những nghịch tiên. Ngay lúc này nghịch tiên đang đuổi theo Chiêu Nhan trong hình dạng vô cùng đáng sợ, nhưng hắn đuổi theo nàng để nhờ nàng làm theo tâm nguyện của mình và theo lời nghịch tiên nàng đã đem một cái áo cưới đến sai ra để tặng cho cô con gái đám cưới vào ngày hôm nay. Viên Chiêu thực hiện xong yêu cầu thì cũng bắt đầu đi đến buổi lễ, nàng cầm cành lá trên tay như bao người cầu nguyện và ước nguyện của nàng chính là cầu cho cha mẹ được sống tốt trên trời, và nàng mong có thể trả lại đôi mắt sáng này nhưng vào lúc nàng chuẩn bị để chiếc lá xuống thì ngự sử đại nhân xuất hiện. Ngự sử đại nhân từ trước tới giờ không bao giờ tin vào những buổi lễ như thế này và ngài đã cầm nó trong vòng 10 năm nay. Lão làng trong thành liền dùng lời lẽ để nói với ngự sử đại nhân về việc đây là buổi lễ truyền từ bao đời nhưng từ khi ngự sử đại nhân cấm thì người dân trong làng đã không được thuận lợi ngự sử đại nhân càng nghe thì càng không lọt được vào tai vì vậy mà chàng đã dùng pháp thuật của mình để làm tắt hết đèn trong buổi lễ và lão làng đã uy hiếp ngài nhưng dường như ngài chẳng quan tâm cho lắm và lục ngự sử đại nhân rời đi thì vân chiêu nhan đã ngay lập tức nói ngài là người mù chàng đã tính nán lại để giải quyết nhưng được người của mình hối thúc vì trời đã sắp sáng bao năm qua người trong thanh châu này chẳng ai biết chàng là người mù nhưng ngày hôm nay lại có một cô gái biết được điều đó chiêu nhan đang đi trên đường về nhà của mình thì lại gặp nghịch tiên nhưng hắn muốn trả ơn cho nàng vì nàng đã giúp hắn và vào lúc thuyền của ngự sử đại nhân đi qua thì hắn đã đẩy nàng xuống bên dưới thuyền ngự sử đại nhân ngay lập tức bước ra và dựa vào tiếng nói thì ngài biết được đó chính là cô gái ban nảy và nàng đã xin đi theo chàng để đến nam thành vì cả hai đang tiện đường đang ngồi trong thuyền thì nàng đã thấy nghịch tiên và quá hoảng sợ nên nàng đã bay đến và ôm lấy ngự sử đại nhân nhưng lạ thay tên nghịch tiên đó thấy ngự sử đại nhân thì lại sợ hãi mà biến mất nàng dường như hiểu ra được điều gì đó nên khi lên tới bờ nàng lại tiếp tục gặp nghịch tiên và nàng đã chạy đi kêu ngự sử đại nhân thì tên nghịch tiên đó biến mất nàng trở về vân phủ và nhớ lại năm xưa xảy ra biến cổ nên giờ đây nàng chỉ còn một thân một mình đang thắp nhang cầu nguyện cho cha mẹ thì có một người đàn bà đứng tuổi đến và nói với nàng đây là nghĩa trang tại sao lại đến đây chiêu nhan khi biết được nơi đây chính là nghĩa trang thì vô cùng hết hồn và nàng đã nhanh chóng xin ngủ lại qua đêm tại nhà người phụ nữ này trong giấc ngủ chiêu nhan đã mơ thấy hai tên nghịch tiên xuất hiện vì vậy nàng đã bật dậy ngay lập tức và trong chỗ nàng ngủ có một chiếc khăn tay in hình bông hoa không biết từ đâu xuất hiện càng khiến nàng hoảng sợ hơn Ngự sử đại nhân có khách đến tìm nhưng người này đến để phàn nàn bởi đêm qua ngài đã phá hủy buổi lên nên bây giờ người dân trong thành đang rất xôn xao và họ không thể chấp nhận được chuyện này. Tuy nhiên cả hai đang nói chuyện thì người của nhậm thời khuyết báo cho ngài biết về việc con trai của Lục Gia đã đỗ trạng nguyên và muốn về đây cảm ơn mọi người. Người trong nhà mới đào bụi cỏ dại lên để nhìn cho nó sạch đẹp thì bỗng nhiên càng đào hoa càng có hiện tượng lạ, ai nấy cũng khiếp sợ. Ngự sử đại nhân ngay lập tức đến chỗ những bông hoa và đã đuổi hết mọi người đi. Ngài dùng pháp thuật của mình để làm cho những bông hoa đó không còn nữa và mọi người trong thành chỉ được dọn những bụi cỏ dại chứ không được trồng loại cây gì lên nữa. Sau khi mơ thấy giấc mơ đó thì Chiêu Nhan đã dùng những lá bùa để dán lên khắp nơi trên nhà để chống hết những loại nghịch tiên. Điều này đã làm cho cô chủ nhà khá kinh ngạc vì không thể hiểu được những gì Vân Chiêu Nhan đang làm nhưng khi nghe nàng giải thích thì người phụ nữ cảm thấy rất thú vị. Vân Chiêu nhớ đến những gì mà ngự sử đại nhân đã làm, tên nghịch tiên vô cùng sợ hãi khi thấy ngự sử đại nhân thế là vân chiêu nhan đã đến nơi ngự sử đại nhân ở để đợi sẵn và khi gặp ngự sử đại nhân thì nàng cũng đã rít rít nhờ ngài giúp tuy nhiên ngự sử đại nhân vô cùng khó chịu mà mắt ngài từ màu đen lại chuyển sang màu xanh nhìn thấy ngài như vậy thì chiêu nhân liền nhớ đến 10 năm trước Vào lúc đó gia đình gặp sự cố thì ngự sử đại nhân đã xuất hiện và ngay lập tức nàng liền hỏi ngài có phải là người 10 năm trước nàng gặp ở vân gia không nhậm thời khuyết vừa nghe những gì mà vân chiêu nhan nói thì ngay lập tức đứng lại khi nghe chiêu nhan nói vậy thì thời khuyết đã cho nàng vào bên trong và hỏi chuyện Nàng đã nói vào 10 năm trước gia đình có biến cố thì có phải ngài đã ban đôi mắt cho nàng không? Từ khi có đôi mắt này thì nàng đã thấy vô số nghịch tiên nhưng chỉ khi gặp ngự sử đại nhân thì bọn chúng mới biến mất và vì vậy nàng mới bám lấy ngài. Tuy nhiên thời khuyết đã dùng đôi mắt của mình khiến cho chiêu nhan quên đi những gì bản thân mình vừa nói. Thời khuyết lúc này cho rằng chiêu nhan là một cô gái không tốt, lừa lọc người khác và ngài khuyên nàng không nên lo chuyện bao đồng. Vân nhan nghe những lời ngự sử đại nhân nói thì vô cùng buồn bã và rời đi, suy cho cùng ai cũng nghĩ nàng là người như vậy. Nghịch tiên tên Lâm Niệm đã nhờ nàng giúp đưa chiếc khăn có hình hoa hiên này cho mẫu thân của chàng. Năm xưa mẹ chàng đã đã bỏ lại chàng từ khi còn rất nhỏ nên chàng chỉ muốn biết bản thân mẹ có ghét chàng không. Vân Nhan thấy vậy thì cũng cảm thấy thương xót Lâm Niệm mà đồng ý giúp đỡ và nàng cũng nghĩ ngự sử đại nhân đang mệt về chuyện hoa hoại hiên nên nàng làm vậy có thể gây thiện cảm tốt với ngài. Nàng đã đi đến nhờ Quế Quế, người mà luôn đi theo ngự sử đại nhân để nhờ Quế Quế đưa chiếc khăn tay này đến cho lục phu nhân. Tuy nhiên ngự sử đại nhân đã đứng bên trong và chứng kiến hết mọi chuyện và ngài đã vô cùng tức giận vì Vân Chiêu Nhan đã không nghe lời ngài mà lo chuyện bao đồng. Ngài ngay lập tức tìm đến gặp Chiêu Nhan và mắng cho nàng một trận như khi nghe nàng nói nàng giúp họ để giải quyết những khúc mắt còn sót lại ở nơi dương thế này. Chẳng lẽ ngự sử đại nhân đây lại không có nút thắt gì trong cuộc sống cần giải quyết hay sao? Vân Nhan vừa nói đến đây thì thời khuyết liền nhớ năm xưa nghịch tiên đã trốn thoát và từ đó mặt trăng không còn sáng nữa. Mẫu thân của chàng đã làm cho chàng không nhìn thấy gì vì đôi mắt của chàng nhìn thấy những thứ không nên thấy. Tuy nhiên thời khuyết chẳng nói điều mình nghĩ trong đầu ra mà đã vô cùng tức giận với Vân Nhan rồi làm rách luôn cả khăn tay. Vân Nhan cũng đã tức giận rời đi nhưng Lâm Niệm cứ liên tục bám theo nàng hoài và nàng đã chút giận hết lên Lâm Niệm. Nàng đã nói nếu mẹ Lâm Niệm đã bỏ Lâm Niệm đi thì việc gì Lâm Niệm phải gặp lại để tăng thêm nỗi đau. Vân Nhan nói xong thì lập tức rời đi trong sự tức giận. Thời khuyết nhớ về những chuyện Chiêu Nhan nói thì suy nghĩ không ngừng và Tạ Uy Trần cũng đã đến bên ngoài để chờ gặp ngài. Tuy nhiên Quế Quế đã nói ngự sử đại nhân đang có việc nên mời phó sử đại nhân sáng hôm sau lại đến uy trần vừa rời đi thì quế quế đã vào bên trong và nói với thời khuyết rằng người này có vẽ như không giống những người trước tạ uy trần trở về thì đi vào trong rừng và chàng đang nói chuyện với một cái cây chàng gọi cái cây đó là sư phụ của mình và chàng nói với sư phụ rằng bản thân mình sẽ quan sát kỹ vì chàng đã vào được trong phủ rồi uy trần đi đến nơi cư ngụ thì liền thấy chiêu nhan đang nằm và cả hai khi nói chuyện thì uy trần mới biết được chỗ mình ở chính là nhà của chiêu nhan uy trần thấy vậy thì liền đưa cho chiêu nhan bức ảnh về gia đình của nàng mà chàng đã nhặt được nhìn vào bức ảnh thì chiêu nhan đã không ngừng cảm ơn tạ uy trần và cả hai chào tạm biệt nhau rồi hẹn ngày gặp lại uy trần vừa đi thì lâm niệm xuất hiện và lần này dưới sự năn nỉ của chàng thì cuối cùng chiêu nhan cũng đồng ý giúp đỡ hôm sau nàng đến lục gia nhưng lại bị chặn cửa và may mắn có uy trần nàng mới có thể vào bên trong lục gia đang làm lễ cho con trai lục phu nhân nhưng phu nhân lại chẳng có mặt mà bà cứ đứng nhìn nơi đã từng xuất hiện những bông hoa hiên vân chiêu nhan đã xuất hiện và đưa cho bà chiếc khăn tay nhìn chiếc khăn tay và theo lời kể của chiêu nhan thì lục phu nhân đã vô cùng đau khổ khi biết con trai đã không còn nữa chiêu nhan liền nói với bà nơi lâm niệm đang đợi bà và ngay lập tức bà đã đi đến đó con trai lục phu nhân không thấy mẹ đâu thì đã lập tức đi tìm và lúc này thời khuyết cũng đã có mặt ở đó ngài biết chuyện có liên quan đến chiêu nhan thì cũng vội chạy đi nhờ chiêu nhan mà hai mẹ con lâm niệm mới có thể nói hết nỗi lòng cho nhau nghe điều này cũng đã làm cho lâm niệm có thể siêu thoát được linh hồn của chàng đã trở về cái đèn trong phòng ngự sử đại nhân và biến thành những bông hoa hiên trong lục phủ chiêu nhan lại thời khuyết mắng như lần này nàng nói bản thân nàng rất có ích đối với chàng và có thể giúp được chàng cùng lúc đó thì nàng đã thấy một người phụ nữ cứ đừng nhìn thời khuyết tôi đến thời khuyết nghe theo lời lục phu nhân nói về việc chiêu nhan đã thấy một người phụ nữ luôn nhìn ngài và ngài đã đến tìm chiêu nhan ngài đã hỏi chiêu nhan về những gì nàng nhìn thấy nhưng ánh mắt của chàng đã làm cho chiêu nhan quên đi những gì mình thấy vì vậy ngự sử đại nhân trở nên tức giận và cho rằng bản thân đang bị lừa tuy nhiên lại có một linh hồn nữa trở về nơi phong ấn và chăng cũng đã sáng được một xíu Đôi mắt thời khuyết vì vậy cũng có thể nhìn thấy và Chiêu Nhan biết bản thân nàng có thể giúp ích cho thời khuyết. Nghe Chiêu Nhan nói bản thân có ích cho mình và muốn ở bên mình thì thời khuyết chẳng lung lay một xíu nào. Cho đến khi Chiêu Nhan nói bản thân đã thấy một người phụ nữ áo đỏ hay nhìn ngài thì thời khuyết liền hỏi người đó trông như thế nào. Chiêu Nhan nói bà ấy mặc đồ đỏ, nhìn rất xinh đẹp và thời khuyết liền nhờ Chiêu Nhan nhắn nhủ với bà ấy rằng đừng bao giờ xuất hiện ở gần chàng nữa. Nhưng Chiêu Nhan nói bản thân nàng không thể làm được vì bà ấy không phải lúc nào cũng kè kè đi theo mà rất hiếm khi thấy bà ấy. Thời Khuyết bỗng trở nên tức giận và nói nàng chỉ là một người tầm thường nên đừng bám theo chàng nữa. Ở trong cung Ô Thố đang đợi chàng và Ô Thố cho rằng chỉ có bản thân mình là thân mân và gần gũi với chàng nhất. Nhưng sau khi ông nghe nói có một người tên Vân Triệu Nhan còn gần gũi với chàng hơn ông thì thái độ ông liền thay đổi. Cùng lúc đó Thời Khuyết cũng đã về và ngay lập tức Ô Thố cảnh báo với Thời Khuyết về việc của Chiêu Nhan. Cô ta vốn là yếu quài vì những người ở bên cạnh cô ta đều gặp xui xẻo và hơn nữa sắp tới buổi tuyển chọn phi nên Dạ Xoa nhà Ô Thố sẽ về và đặc biệt Dạ Xoa không thích Vân Chiêu Nhan hôm sau dạ xoa nhà ô thố cũng đã về và nàng chính là quận chúa tình tình muội muội của ô thố nàng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho buổi tuyển phi này và nàng cũng đang mong chờ về ngày hôm đó tôi đến hai tỷ muội nhà ôn gia đã rủ nhau đi cầu nguyện để có thể làm cho ôn gia trở nên phồn thịnh sau buổi tuyển phi tuy nhiên khi hai tỷ muội đi cầu nguyện về thì muội muội đã để quên túi sách và nàng ngay lập tức quay lại lấy nhưng sau đó chẳng ai thấy nàng đau nữa sáng hôm sau trong thành trở nên náo loạn vì tin tức này được lan truyền khắp nơi và thời khuyết đang rất mệt nên không muốn giải quyết những vụ việc này và nếu nó không liên quan đến nghịch tiên thì chỉ cần kêu uy trần là được cơ mà lỡ nó có liên quan đến nghịch tiên thì cứ tuyển người có thể giải quyết những chuyện này là được ngay lập tức chiêu nhan đã ứng tuyển nhưng thời khuyết chắc chắn sẽ không đồng ý ai cũng được miễn không phải là nàng ngự sử đại nhân bắt đầu đi thám thính tình hình và chỉ mới trôi qua một buổi sáng mà cả thành đã có những tin đồn vô cùng đáng sợ hết người này đến người kia nói rằng chính người tỷ tỷ đã khiến cho muội muội của mình như vậy tỷ muội ruột thịt mà lại có thể ra tay với nhau Ban đầu thời khuyết cũng chẳng quan tâm nhưng họ liền nói xấu ngài và ngay lập tức chàng đã phù phép cho miệng của bọn họ sưng đỏ lên. Không may cho thời khuyết bởi những việc ngài làm đã bị chiêu nhan nhìn thấy và ngay lập tức nàng đến uy hiếp chàng. Chiêu nhan nói nếu nàng không được tham gia vào giải quyết vụ việc này thì chắc chắn nàng sẽ nói cho mọi người biết về chuyện đó. Tuy nhiên thời khuyết cũng chẳng lung lay là mấy và rồi nàng liền nói nàng biết được thời khuyết chính là người của thần nương nương ban cho nàng đôi mắt này. Cách này của Vân Chiêu Nhan cũng chẳng có tác dụng gì với thời khuyết và rồi nàng đã nói nàng muốn ở bên cạnh chàng nhưng nàng muốn bên chàng không phải vì chàng mà là vì đôi mắt này của nàng thời khuyết nghe xong thì tức giận hơn nữa và dọa chiêu nhan rằng bản thân thời khuyết sẽ tự tay lấy đi đôi mắt của nàng nếu như nàng không cần nó bị thời khuyết dọa té xuống cả đất và sau đó nàng đứng dậy thì đã không còn thấy ai nữa ô thố đi giải quyết vụ việc của ô gia nhưng sau khi nghe lời kể của người tỷ tỷ xong thì cũng chẳng thể giải quyết được gì và đành phải chạy về cầu cứu thời khuyết chiêu nhan về nhà ăn cơm và đang tìm cách để có thể tiếp cận được thời khuyết thì người chủ nhà cũng đã về và bà đã chỉ cho thời huyết một cách để được ngự sử đại nhân coi trọng thì trước hết nàng phải giúp ngài làm điều gì đó và nghe theo lời chủ nhà nàng cũng đã bắt đầu đi điều tra vân chiêu nhan đến ngôi đền mà hai tỷ muội nhà ôn ra đã từng đi thì liền bị một bàn tay của ai đó kéo vai nàng từ phía sau chiêu nhan đã bắt đầu tiến vào bên trong nơi mà hai tỷ muội kia đi cầu nguyện và lúc này thời khuyết đã xuất hiện để ngăn cản nàng tuy nhiên chiêu nhan vẫn quyết định đi điều tra và nếu như nàng làm được thì thời khuyết phải để nàng vào phủ nàng tiến vào bên trong và hỏi xem trong đây có tiên hay không vào lúc nàng cúi xuống dưới thì nhìn thấy một bàn chân vô cùng đáng sợ Ngước thì nàng thấy Tạ Uy Trần cũng đang điều tra ở đây, hai người đang nói chuyện thì có một bóng tiên đã lướt qua lướt lại và nàng liền nói với Uy Trần hãy đi trước, bản thân nàng có có việc phải làm ở đây. Chiêu Nhan tìm hoài trong phòng mà chẳng thấy tiên đâu vậy là nàng đi ra ngoài thì nàng liền thấy Tử Mạch đang đi tìm tử tịch muội muội của mình. Cùng lúc đó đã có một cái bóng xuất hiện và dọa Tử Mạch khiến nàng vô cùng hoảng sợ. Chiêu Nhan thấy vậy thì liền ra kêu tiên ra đó dừng lại rồi nàng cũng đã kêu Tử Mạch nhanh chóng đi chỗ khác sau khi hỏi chuyện thì chiêu nhan mới biết được nghịch tiên này tên dĩ lăng và vào lúc cả hai người đến tú chi viện cầu nguyện thì tử mạch đã mong rằng muội muội mình không vào cung từ đó dĩ lăng đã nghĩ người này ganh ghét với tử tịch nên đã ngay lập tức đưa tử tịch đi một nơi khác để không phải gặp rắc rối năm xưa nghịch tiên này cũng đã từng trải qua chuyện như vậy tú chi viện xảy ra một sự cố như người thiên du người ở chung với dĩ lăng lại chạy trốn mà không cứu dĩ lăng vì vậy mà nàng cứ ôm nỗi uất ức này mãi nghe xong thì chiêu nhan cũng đã hiểu ra được mọi chuyện và nàng hứa sẽ giúp dĩ lăng biết sự thật chiêu nhan đến tìm ngự sử đại nhân để nói về việc này có liên quan đến nghịch tiên thì cùng lúc đó quế quế cũng đã có mặt và phàn nàn thời khuyết chàng muốn thời khuyết hãy làm người thường đi vì chàng đã sống ở trần thế này lâu lắm rồi thời khuyết đừng cứ hễ chút là biến sang nơi này rồi bay sang nơi khác thời khuyết chính là nguyệt thần nương nương và chuyện này bị lộ ra thì cả hai người sẽ phạm tội khi quế quế vừa nói xong thì thời khuyết đã đứng nép sang một bên và lúc này chàng mới thấy chiêu nhan đang ở đây chiêu nhan sau khi rời đi vẫn không khỏi hoàn hồn về việc ngự sử đại nhân chính là nguyệt thần nương nương đã ban cho mình đôi mắt Chiêu Nhan đã nhờ Uy Trần hỗ trợ mình tìm ra cuốn sách liên quan đến vụ việc này năm xưa và nàng từ đó đã biết được sau vụ việc ngày hôm đó Thiên Du cũng chẳng hề vào cung. Coi bộ nàng cũng sống chẳng khá giải gì mấy sau vụ việc ngày hôm đó. Sau đó Chiêu Nhan cũng liền nói cho Thiên Du về việc hai tỷ muội nhà ôn ra và bây giờ chỉ có một mình Thiên Du mới có thể giúp được họ. Thiên Du nghe xong thì cũng đã đồng ý giúp đỡ và nàng đã đưa Chiêu Nhan đến tịnh An Đường. Thiên Du kể lại vào khoảng thời gian đó, Thiên Du đã ra sức kêu Dĩ Lăng tỉnh dậy nhưng nàng lại không dậy và không còn cách nào khác nàng đành phải chạy đi kiếm người để cứu Dĩ Lăng. Thiên Du đã xây cái Tịnh An Đường này như để tưởng nhớ đến Dĩ Lăng và nơi đây cũng là để cho hai tỷ muội ở cùng với nhau. Dĩ Lăng đứng đó cũng đã nghe hết mọi chuyện nhưng cho đến khi nhìn thấy những vết bỏng trên tay của Thiên Du thì Dĩ Lăng mới hết tức giận và nàng bắt đầu rơi nước mắt. Bỗng dưng Tịnh An Đường gặp sự cố như năm xưa và lúc này Tử Mạch đã đến đây để tìm Tử Tịch. Khi biết Tử Tịch ở trong thì nàng đã chạy vào để tìm muội muội dĩ lăng cũng đã xuất hiện ở trong nhà và chỉ chỗ mà nàng đang giấu tử tịch cả hai người ngay lập tức chạy vào đưa tử tịch ra tuy nhiên trên đường ra phi tử mạch đã bị cản lại bởi một tảng đá lớn và chiêu nhan đã ngay lập tức đưa tử tịch ra rồi chạy vào cứu tử mạch dĩ lăng đứng nhìn tử tịch vào nhớ lại hình ảnh năm xưa của thiên du thì đã giúp chiêu nhan một tay để đỡ tử tịch ra ngoài ngặt nỗi tử tịch vừa ra ngoài thì gỗ trên trần nhà rớt xuống nhiều hơn và vào lúc chiêu nhan không cầm cự nổi thì thời khuyết đã dùng pháp thuật của mình để cứu chiêu nhan ra Tử Tịch cũng đã thú nhận bản thân mình không muốn Tử Tịch vào cung vì sợ một người không thích gò bó như muội muội sẽ khó mà sống ở trong cung. Hai tỷ muội cũng đã giảng hòa và Thiên Du cùng với Dĩ Lăng cũng như vậy, nhờ Chiêu Nhan mà lại một linh hồn nữa trở về từ đó làm cho mặt trăng sáng hơn được một chút. Đứng nhìn Chiêu Nhan, Quế Quế nói với Thời Khuyết hãy giữ lời hứa để nàng về phủ nhưng chàng lại rời đi. Chiêu Nhan quay lại thì chẳng thấy Thời Khuyết đâu và nàng nói nhất định nàng sẽ vào phủ. Hôm sau Chiêu Nhan thật sự đến ngự phủ đền tìm Thời Khuyết nhưng chàng đã cho người ngăn nàng vào cho đến khi quế quế ra và nói với nàng rằng thời khuyết không muốn nàng ở trong cung nhưng mắt của ngài vẫn còn khá kém nên quế quế sẽ giúp chiêu nhan trong phủ còn thiếu tạp vụ nên chiêu nhan có thể làm nhưng đừng xuất hiện nhiều trước mặt thời khuyết là được chuyện về tỷ muội nhà ôn gia đã là chấn động mọi người trong thành nên cuộc tuyển chọn phi tần đã chính thức tạm hoãn việc này làm cho quận chúa vô cùng tức giận vì nàng đã trải qua bao nhiêu xuân xanh rồi nhưng vẫn chưa gả đi được ô thố thấy vậy thì liền nói muội muội mình đã gặp sao chổi bởi vân chiêu nhan đã trở về nhắc tới vân chiêu nhan Tình Tình liền cảm thấy khó chịu và nhớ về năm xưa vậy là chẳng đợi ca ca cản Tình Tình ngay lập tức tìm đề ngự phủ. Tạ Uy Trần đang đi kiểm tra bên ngoài thì liền thấy thích khách và cả hai người đã có mảng oánh nhau loạn xạ, không ai chịu thua ai, nhưng cuối cùng nữ thích khách đó cũng đã bại trận dưới tay Uy Trần và chàng cũng đã kịp nhìn mặt người con gái ấy. Chiêu Nhan đang quét sân trong phủ thì lại nhìn thấy Nghịch Tiên Đạo Hoàng và trong lúc nàng đang nói chuyện với Đạo Hoàng thì Uy Trần đã xuất hiện. Chàng đến để nói chuyện với nàng và hai người sẽ cùng nhau đi về, cuộc trò chuyện này đã bị thời khuyết nghe được thời khuyết cảm thấy khó chịu khi cả hai người thân thiết với nhau và chàng cũng đã tiến lại để nói chuyện với chiêu nhan thời khuyết cảm thấy rất khó chịu khi chiêu nhan ở gần mình và ngài mong chiêu nhan đừng cứ bám theo mình mãi chiêu nhan dù biết nhưng vẫn quyết định sẽ nói chuyện với chàng về người phụ nữ mặc áo đỏ kia nàng biết chuyện quá khứ không nên nhắc lại nhưng nàng mong thời khuyết hay buông bỏ quá khứ và sống một cuộc sống hạnh phúc bởi người phụ nữ đó cũng có tâm nguyện như vậy thời khuyết nói với chiêu nhan hãy kêu người phụ nữ đó đến gặp mình nhưng chiêu nhan không thể làm được điều đó trong giây phút này chàng nhớ đến năm đó mẹ đã lấy đi đôi mắt của chàng và bỗng nhiên năng lực từ trong đôi mắt của chàng phát ra cực mạnh thời khuyết tiến đến và rồi nhất thời nghĩ đến chuyện năm xưa đã ban đôi mắt cho chiêu nhan theo thói quen thời khuyết đưa tay lên lau nước mắt cho chiêu nhan quận chúa đi mua sắm bên ngoài và bị người ta nói xấu về việc cô là con gái nhưng lại rất hung dữ nên mãi không mới được gã đi vì thế quận chúa rất tức giận và quyết định sẽ kén rể ca ca của nàng cũng đã rất đau đầu về việc này Tình tình cảm thấy rất tức giận vì người nào cũng xấu xí và cũng phải thôi bởi người ta đã cố tình làm cho mình xấu đi vì sợ sẽ lọt vào mắt xanh của quận chúa. Quận chúa cảm thấy rất tức giận và cho rằng ca ca cũng nghĩ mình giống như mọi người nghĩ nhưng để chứng minh với muội muội thì ô thố đã kéo những chàng trai đến để nàng lựa chọn. Tạ uy trần đến báo cáo với đại nhân về việc của ô gia, mọi thứ đã được ổn định rồi nên đại nhân muốn vào đêm trăng tròn sẽ tổ chức nghi lễ thường niên của thành châu này. Hơn hết đại nhân cũng đã quyết định sẽ đi hồi phục lại sức khỏe một khoảng thời gian và mong uy trần sẽ canh chừng cẩn thận mọi việc trong thành uy trần trở về thì nghe thấy những tiếng hét thất thanh của các nam nhân bị quận chúa thử sức mọi người ai nấy cũng sợ nàng hết trong lúc quận chúa đang thử sức một người nam nhân thì uy trần đã đến và giúp đỡ người đó hạ gục quận chúa quận chúa không xử phạt uy trần mà lại đi hỏi tên của chàng và mong chàng cũng sẽ nhớ mình chiêu nhan đang đi trong phủ thì đã bị đạo hoàng nhát cho bỏ chạy vào trong phòng thời khuyết và nàng đã thấy những việc không nên thấy việc này đã khiến nàng ngại cho đến khi đang trú mưa vẫn thấy ngại và vào lúc đó nàng lại bị nghịch tiên khác dọa chiêu nhan quá sợ hãi mà dầm mưa về nhà nàng trong giấc ngủ đã sốt miên man và liên tục gọi mẹ thời khuyết thì nhìn thấy trăng tròn liền nhớ đến năm xưa mẹ đã nói vào lúc trăng tròn hai mẹ con dù có xa mặt thì vẫn quay quần bên nhau nhớ tới những lời đó chàng liền cho rằng tất cả chỉ là giả dối mẹ của chàng cũng đã xuất hiện để nhìn con trai mình và sau đó bà có mặt nơi chiêu nhan đang ngủ một lúc sau chiêu nhan có mặt tại phủ và đến tìm thời khuyết uy trần thấy vậy thì tính lại hỏi thăm nhưng đã bị sư phụ của mình gọi về thời khuyết thấy chiêu nhan thì đã ngay lập tức phàn nàn nàng nhưng lần này chiêu nhan lại không nói gì cả nàng từ từ đi vào bên trong phòng và nhìn thời khuyết rồi gọi chàng bằng hi nhi khôi cơ mẹ của thời khuyết đã mượn thân thể của chiêu nhan để về gặp con bà mong con mình sẽ không hận mình như trước nữa thời khuyết nghe những lời này thì không thể nào lọt tai được nhưng khôi cơ dường như rất muốn giải thích cho con hiểu chuyện năm đó là như thế nào nhưng bà lại không làm được vào lúc sắp trả lại thân thể cho chiêu nhan thì bà đã nói với con trai mình rằng đừng vì đôi mắt này mà làm ra chuyện gì không tốt khôi cơ đã thoát ra khỏi thân thể chiêu nhan và nàng ngay lập tức đã ngất xỉu uy trần đi gặp sư phụ của mình trong rừng và sau khi báo cáo về việc thời khuyết dạo này lại quan tâm tới một cô gái tên là vân chiêu nhan thì ngay lập tức sư phụ chàng đã yêu cầu chàng điều tra về cô gái đó sáng hôm sau chiêu nhiên tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ngủ ở chỗ thời khuyết nàng đã vô cùng xấu hổ một lúc sau nàng đã kể cho thời khuyết nghe về việc hôm qua nàng đã thấy người phụ nữ áo đỏ đó và thời khuyết dặn nàng sau này còn gặp lại bà ta thì hãy hỏi bà ấy tại sao năm xưa lại làm như vậy thời khuyết lúc này cũng đồng ý với yêu cầu của chiêu nhan chàng đã cho nàng ở bên cạnh mình vì vốn dĩ chàng chính là lá bùa hộ mệnh của nàng quận chúa đi chọn vải để may y phục thì nhìn thấy một cô gái sau khi nhìn vào chiếc gương cổ đã không ngừng trang điểm lên trên khuôn mặt quận chúa lại lấy cái gương đó đi và khi nàng nhìn vào bên trong thì liền có một nghịch tiên xuất hiện bên cạnh nàng quế quế thông báo với thời khuyết về buổi lễ tế trang nhưng chàng lại chẳng có hứng thú đi tuy nhiên chàng nghĩ lại nếu chàng không đi thì đại nhân chắc chắn sẽ nghĩ ra những trò nhảm nhí làm trước mặt chàng không còn cách nào khác thời khuyết cũng đã quyết định sẽ đi lễ hội tế trang nhưng chàng muốn chiêu nhan cũng được đi Chiêu Nhan hay tin thì vô cùng vui mừng và nàng đã ngay lập tức đi ra chợ để mua sắm đồ cho lễ hội tế trang này. Đang trên đường trở về thì Chiêu Nhan đã gặp Tạ Uy Trần và chàng đã giúp nàng xách đồ về nhà. Cả hai người đang đi thì gặp quận chúa trang điểm loè loẹt vừa đi chợ vừa soi gương. Vừa nhìn thấy quận chúa thì Chiêu Nhan cũng thấy một nghịch tiên xuất hiện kế bên người và nàng vì quá sợ hãi đã ngay lập tức bỏ chạy. Chiêu Nhan chạy một mạch đến nơi có thời khuyết và vừa nhìn là chàng đã biết nàng gặp nghịch tiên. Uy Trần cũng đuổi theo đến nơi, Uy Trần vừa đến thì Thời Khuyết đã vội nắm lấy tay Chiêu Nhan và cố tình đuổi khéo Uy Trần lo đi làm nhiệm vụ của mình. Uy Trần rời đi thì Chiêu Nhan đã kể cho Thời Khuyết nghe về nghịch tiên đó đang đeo bám quận chúa, bạn cũ của nàng. Vì quá sợ hãi nên cuối cùng nàng đã năn nỉ Thời Khuyết đêm nay được ngủ lại nơi đây để không phải gặp nghịch tiên đó nữa. Tuy nhiên nàng có năn nỉ cách mấy thì Thời Khuyết vẫn nhẫn quyết không cho nàng ngủ lại. Chiêu Nhan trở về nhà và lúc này nàng đã được chủ nhà nhờ một ít việc và nàng cũng rất niềm nở giúp đỡ. Uy Trần cũng vừa trở về nhà và thấy nàng thì chàng đã đề nghị giúp nàng nhưng ban đầu nàng từ chối, mãi cho đến khi chàng nói đã coi nhau là bạn thì phải để chàng giúp đỡ. Uy Trần cũng thuận miệng hỏi về người bạn của Chiêu Nhan nhưng từ xưa tới giờ nàng chỉ có duy nhất người đó làm bạn với mình, cho dù bây giờ cả hai đã không còn thân thiết nữa. Nhớ lại lúc đó, nàng nhìn thấy nghịch tiên và bị mọi người xa lánh chỉ có mình quận chúa là ở bên cạnh nàng. Nghĩ vậy, chiêu nhan ngay lập tức đến lễ tế trăng để giúp quận chúa thời khuyết đều đã có mặt tại lễ tế trăng và khi gặp quận chúa thì chiêu nhan đã thẳng thắn nói cho quận chúa biết bản thân nàng đang gặp chuyện gì quận chúa chắc chắn không tin và cùng với nghịch tiên thúc giục thì hai người đã xảy ra tranh giành chiếc gương nghịch tiên đã dùng pháp thuật của mình nhưng may mắn cho chiêu nhan đã có thời khuyết đỡ cho nàng nàng liền nói cho thời khuyết nghe một nghịch tiên đang ở trong chiếc gương đó bám theo quận chúa tuy nhiên chàng đã kéo nàng ra một góc và khuyên nàng không nên làm như vậy vì sẽ có những nghịch tiên tốt và xấu khác nhau nên đừng vì thế mà tự làm hại bản thân mình nhưng chiêu nhan đã quyết định sẽ cố gắng nghĩ ra cách để có thể giúp được quận chúa mà không cần thời khuyết giúp đỡ chiêu nhan đã mang theo hình vẽ về họa tiết của chiếc gương đó mà đi hỏi hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không có một câu trả lời nào như nàng mong muốn cả nàng bắt đầu đi đến tiên hy quán và chỉ vừa đưa chiếc gương ra là người nữ tử bên trong ngày liền trả lời đây chính là họa tiết như ý phượng điều của sư phụ nàng chiêu nhan nghe vậy thì liền nói về lý do mà bản thân nàng tới đây và người nữ từ kia cũng chịu kể cho nàng nghe năm xưa sư phụ của nàng kinh thính rất tài giỏi trong việc may quần áo nhưng vì một sự cố mà trên thân thể người có những vết sẹo khiến người buồn tuổi mà đâm ra bệnh rồi qua đời quận chúa liên tục soi gương và trong gương nàng nhìn thấy bản thân vô cùng tái nhợt sâu xí không những thế còn luôn có tiếng nói chế giễu nàng bên tai người phụ nữ kinh thính đó cũng từ từ bước ra từ trong gương và thúc giục nàng hãy nhanh chóng trang điểm cho bản thân quận chúa cứ thế mà đánh son phấn lên mặt mình không ngừng để không ai có thể đẹp bằng nàng được. Lúc này quận chúa nghe tin Chiêu Nhan đến và nàng đã không đồng ý gặp nàng vì bộ dạng của quận chúa bây giờ trông xấu xí. Nhưng một lúc sau quận chúa cũng đã chịu gặp Chiêu Nhan và khi nàng ngỏ ý lấy lại cái gương thì quận chúa đã từ chối. Chiêu Nhan không còn cách nào khác đành giả làm người hầu bên trong cung để đánh cháo hai cái gương với nhau. Thời Khuyết cũng đã nghe được thông tin này từ Quế Quế và đã rất lo lắng. Cầm gương trên tay Chiêu Nhan để nó xuống mặt đất và hiện ra trước mặt nàng là một nghịch tiên vô cùng đáng sợ chiêu nhan quá sợ hãi mà đã ngồi thụp xuống đất nhắm hết cả mắt lại nhưng may mắn bởi lúc này thời khuyết đã đến đúng lúc để cứu nàng thời khuyết nghĩ rằng nên phá hủy cái gương nhưng chiêu nhan đã ngăn cản và nàng quyết định sẽ giúp cho kinh thính buông bỏ chấp niệm khi đến nói chuyện thì chiêu nhan mới biết được kinh thính đã rất buồn bã khi bị mọi người soi mói nhưng đối với học trò của kinh thính và tất cả mọi người thì họ vẫn luôn coi trọng tài năng của kinh thính nghe đến đây thì kinh thính cũng đã nhẹ lòng và buông bỏ chấp niệm cùng với món quà học trò đưa cho nàng quận chúa cùng lúc đó cũng đã trở lại bình thường nàng nhận thức được bản thân nàng bị gì và nàng ngay lập tức đòi xe ngựa để về phủ tuy nhiên lại chẳng thể kêu xe ngựa nhưng lúc đó tạ uy trần đã đến kịp thời để đưa nàng về trước bao nhiêu con mắt dòng ngó của mọi người thời khuyết cùng với chiêu nhan trở về phủ và chiêu nhan vì quá mệt trong những ngày qua mà đã ngủ lại tại phòng thời khuyết quê quế thấy thời khuyết ngủ trên cây thì liền đến hỏi và khi biết chiêu nhan đang ở trong phòng thì quê quế liền hỏi có phải thời khuyết đã nhớ ra chuyện năm xưa không tuy nhiên chàng chẳng chịu thừa nhận và khi quế quế ám chỉ chàng đang có tình cảm đặc biệt đối với chiêu nhan thì chàng cũng đã lập tức phủ nhận nhưng dù thời khuyết có chối bỏ như thế nào đi nữa thì cặp mắt chiêu nhan cũng chính là của thời khuyết một lúc sau chiêu nhan tĩnh dậy thì đã tìm tới quế quế để hỏi về chuyện khôi cơ quế quế chẳng chần chừ mà liền nói với nàng về ký ức không vui vẻ đó trên cung trăng có một nơi tên là điện quang hán đã có đế quân và khôi cơ lấy nhau rồi sinh ra thường hy thường hy từ nhỏ đã có đôi mắt nhìn thấy dục vọng của loài người nên thường bị bạn bè xa lánh thường hy đã có lúc dùng sức mạnh để răng đe bạn bè nhưng lại bị phu quân của mình trừng phạt đến canh chừng kết phái nhiều năm trôi qua Thường Hy lại biết được mẹ của chàng đang bị giam giữ trong kết phái nên đã phá vỡ nó khiến cho các nghịch tiên xuống dưới trần thế. Mẹ của chàng lúc đó đã lấy đi đôi mắt của chàng vì nói đó là tai họa và ô thố đã xuất hiện kịp thời để cứu Thường Hy. Tuy nhiên ô thố không thể chống lại khôi cơ, kham khử đã xuất hiện để bảo vệ chàng và sau đó đế quân cũng đã đến. Ngài đưa ra hình phạt cho Thường Hy phải xuống dưới dương thể để trục tội và bao giờ nghịch tiên quay trở về đầy đủ thì chàng mới được trở về nhưng nhớ lại chuyện của mẹ nên chàng chẳng muốn về. Nhờ như vậy mà chiêu nhan mới có được đôi mắt của Thường Hy chiêu nhan nghe xong chuyện thì cứ thất thần và rất buồn bã không biết phải làm thế nào và thời khuyết cũng đã xuất hiện nàng mong muốn chàng hãy gạt bỏ hận thù qua một bên để tìm hiểu rõ mọi chuyện nhưng điều này đã khiến cho thời khuyết kích động từ trước tới giờ chàng đã trải qua rất nhiều đau khổ nên bây giờ chàng không muốn phải như thế nữa và chiêu nhan vốn dĩ không thể hiểu được nỗi đau đó đế quân trên cung trăng nhìn thấy vân chiêu nhan thì lại trở nên rất tức giận chiêu nhan vì thế mà đi uống rất nhiều để cơ thể nàng yếu đi khôi cơ sẽ dễ dàng mượn thân thể nàng nói chuyện với thời khuyết Thời khuyết nhìn thấy chiêu nhan đang buồn bã vì bản thân nàng không thể giúp gì được cho chàng đã vậy còn khiến chàng buồn thì chàng đã quyết định sẽ đưa nàng về. Nhưng nàng vì quá say nên đã ngủ trên người chàng. Thời khuyết vừa đánh thức chiêu nhan thì bỗng nhiên mặt trăng đã tròn được một nửa và mắt của chàng cũng đã nhìn thấy rõ được chiêu nhan. Chàng làm cho chiêu nhan tỉnh và thời khuyết cũng đã quyết định nhận chiêu nhan làm tùy tùng thân cận của chàng. Việc của nàng là hãy cố gắng chuyển lời của chàng lại cho khôi cơ. Tạ Uy Trần về nghĩa trang ngủ thì liền gặp bà chủ và bà đã căn dặn chàng nếu chàng làm trong phủ ngữ sử thì hãy cố gắng bảo vệ cho Chiêu Nhan, cô ấy gặp phải nhiều người kỳ dị bám theo lắm. Hôm sau Chiêu Nhan đang rất vui mừng vì được làm tùy tùng thân cận với thời khuyết thì nàng đã nhìn thấy nghịch tiên tên Tuệ Tâm, Uy Trần từ xa nhìn thấy nàng đang nói chuyện một mình và cùng lúc đó nàng đang sắp va phải một người. Uy Trần ngay lập tức đến và đã đỡ nàng, chàng hỏi nàng về việc đang bị ai bám lấy nhưng nàng chỉ nói đó là những chuyện thường ngày nên nàng không sao. Sau đó cả hai đã cùng nhau nói chuyện và đi đến ngự phủ và cảnh tượng này đã bị Quế Quế bắt gặp. Chàng ngay lập tức chạy về báo cho thời khuyết hay, ngoài mặt thì chàng tỏ ra không quan tâm nhưng bên trong thì chàng lại rất tức giận uy trần đang đi tuần tra trong chợ thì quận chúa đã chạy lại để tặng cho chàng một vé xem đèn lồng tại lễ hội đèn lồng và nàng muốn ám chỉ rằng hôm đó nàng muốn đi xem với uy trần tuy nhiên uy trần chỉ nhận vé chứ không có ý định sẽ đi xem với quận chúa và chàng đã từ chối nàng một cách thẳng thừng tôi đến chiêu nhan cùng với thời khuyết và quế quế đi kiểm tra tình hình xung quanh thành thì có một cô gái hớt ha hớt hải chạy lại và cầu cứu ba người người đó kể từ khi nhặt được trăm cài và cài lên tóc thì luôn gặp những hiện tượng lạ vô cùng sợ hãi uy trần cũng đã xuất hiện vì sợ chiêu nhan đang gặp nguy hiểm thời khuyết thấy vậy thì liền sai uy trần đưa cô gái này đến y quán và bảo đảm sự an toàn cho cô gái chiêu nhan đã bắt đầu đi loanh hoanh trong chợ để tìm kiếm nghịch tiên đó và cô nàng đã nhặt được một cây châm cái vừa cầm châm cài lên thì nàng đã ngay lập tức bị nghịch tiên dọa cho chết khiếp sau màn rượt đuổi thì chiêu nhan trượt chân và cũng may là có thời khuyết cứu nàng chứ không thì nàng cũng gặp chuyện rồi hôm sau nàng đã kéo được thời khuyết đi cùng nàng đến thích phủ để tìm hiểu rõ về việc này bởi trên châm cài có khắc chữ thích cả hai người vào trong thì trước mặt họ là một phu quân vô cùng thượng thê tử của mình ông đã để bàn thờ của thê tử ngay sảnh chính ông cũng không có ý định lấy thêm người thê tử nào khác một lòng trung thủy với thê tử chiêu nha nghe như vậy thì liền đưa cho ông châm cài như người này dường như lại không biết về châm cài này đã vậy trong túi áo ông ta còn có khăn tay của nữ tử chiêu nhan thấy vậy thì liền lấy châm cài lại và cả hai quyết định trở về phủ hai người vừa rời đi thì người đàn ông này liền trở vào trong phòng với một nữ tử kế bên cả hai có những hành động vô cùng thân thiết với nhau và khi người nữ đó đòi ông thưởng cho mình cây châm cài của thế tử ông ta thì lúc đó ông mới biết được thứ chiêu nhan muốn đưa cho ông ban này chính là châm cài của thế tử mình thời khuyết không muốn theo nàng làm những việc không rõ đầu đuôi như thế này nữa nhưng sau khi thương lượng thì cuối cùng chiêu nhan cũng đã thuyết phục được chàng chiêu nhan trở về nghĩa trang và trên đường về nàng đã rất sợ hãi nhưng cũng may là có uy trần đi cùng với nàng nên nỗi sợ đã không còn nữa nàng hôm sau đã đi ngang qua một người phụ nữ và lúc đó nghịch tiên cũng đã xuất hiện chiêu nhan nhìn nghịch tiên thì biết được rằng nghịch tiên đang muốn mình theo dõi người phụ nữ này sau khi theo dõi thì nàng mới biết được người phụ nữ tìm cây châm cài mà nàng đang giữ và phải chăng người đàn ông đó đã làm điều gì với thê tử của mình chiêu nhan theo dõi một hồi thì cũng theo về thích phủ và nhờ nàng lanh trí mới được họ cho vào bên trong chiêu nhan cuối cùng cũng biết được sự thật là chính ông ta đã làm cho thê tử của mình không còn sống nữa vào lúc nàng chuẩn bị rời đi thì tuệ tâm đã xuất hiện trước mặt khiến nàng khá sợ hãi cho nên đã gây ra tiếng động nhưng cũng may nàng kịp thời trốn thoát tuệ tâm đã đi theo nàng về kể cho nàng nghe sự thật về 10 năm trước vào lúc đó Tuệ Tâm rất cần phu quân bên cạnh nhưng trước mặt nàng phu quân lại giả vờ khóc lóc. Nhìn thấy được điều đó Tuệ Tâm vì quá sốc và cộng với những việc mà phu quân đã làm nên nàng rời đi. Một lúc sau Chiêu Nhan bị phát hiện và nàng đã có một màn đuổi bắt đến u cả đầu nhưng cuối cùng vẫn bị bắt. Vào lúc nàng cận kề với việc bị người ta ăn hiếp thì Thời Khuyết đã xuất hiện như một vị anh hùng để cứu nàng. Vì Thời Khuyết là ngự sử đại nhân nên mọi người ai cũng kính trọng ngài. Chiêu Nhan vì vậy mà cũng thoát tội nghe lén bởi nàng đang đi điều tra về vụ việc 10 năm trước. Triêu Nhan đã kể hết những gì mình nghe được cho thời khuyết cùng với tên này nghe nhưng ông ta lại diễn một vở kịch rất hoàn hảo. Lúc này Triêu Nhan quyết định đưa bằng chứng ra và đó chính là cây trâm cài mà thê tử ông luôn giữ rất kỹ. Tuy nhiên với bao nhiêu đó thì vẫn chưa thể kết tội được tên này nhưng may mắn lại đứng về phía của chiêu Nhan. Cô người tình thân cận sau khi thê tử ông không còn đã ra bên ngoài để xem chuyện gì. Triêu Nhan thấy vậy thì nói đốc vào và ông đã ngay lập tức chối bỏ người phụ nữ đứng bên cạnh ông không những thế ông còn nào sẽ không bao giờ lấy người này làm vợ bởi ông trung tình với thê tử và hơn hết ông còn ra tay với người phụ nữ ấy qua sức chịu đựng và người phụ nữ cảm thấy mình đang bị người đàn ông trước mặt nói dối và không coi trọng thì nàng đã khai hết mọi chuyện ngay lập tức thời khuyết cho người đem hai người này về phủ và chiêu nhan thì đã giúp một nghịch tiên nữa trở về về đến phủ thì thời khuyết nhanh chóng lấy thuốc thoa cho chiêu nhan nhưng trong lúc này chàng đã có cảm tình với nàng thời khuyết nhanh chóng không thoa thuốc nữa mà đi sang chỗ khác chiêu nhan cảm thấy bản thân nàng những lúc thấy nghịch tiên còn có thể dựa vào chàng tuy nhiên thời khuyết thì ngược lại bởi khi chàng không thể nhìn thấy thì chẳng biết dựa vào ai và điều này đã làm cho thời khuyết vô cùng cảm động chiêu nhan đã đọc hết những tài liệu cần thiết cho chàng nghe và sau đó là ngủ quên lúc nào không hay tạ uy trần hôm trước có buổi hẹn đi xem lồng đèn cùng với chiêu nhan nhưng đợi mãi lại chẳng thấy nàng xuất hiện quận chúa đứng theo dõi cũng cảm thấy khá tức giận một lúc sau chiêu nhan đã tỉnh dậy thời khuyết vì không muốn nảy sinh bất kỳ thứ tình cảm gì đặc biệt nên đã tìm cách tránh nàng vào lúc đó thời khuyết cũng nói với chiêu nhan rằng ở bên cạnh chiêu nhan chàng cảm thấy rất đáng sợ sau đó chiêu nhan đã rời đi đến nơi hẹn với tạ uy trần nhưng nàng đến quá trễ vì vậy mà không thể xem đèn lồng được cả hai bắt đầu đi dạo cùng với nhau trong chợ nhưng ngặt nỗi nàng lại liên tục gặp nghịch tiên về đến nhà của chiêu nhan thì uy trần cũng đã được sư phụ gọi vào rừng để nói chuyện uy trần sau khi điều tra chiêu nhan thì chàng cảm thấy chiêu nhan chẳng có gì đặc biệt hay là liên quan đến thời khuyết cả nghe như vậy thì sư phụ chàng liền biết chàng đã có tình cảm đặc biệt với chiêu nhan sư phụ liền chỉnh đốn lại uy trần và mong chàng làm tốt nhiệm vụ vì đây chính là việc giành lại công lý Uy Trần về nhà thì thấy quận chúa đang đợi mình, quận chúa liền cho hỏi chàng làm gì mà mờ mờ ám ám. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì quận chúa mới biết ra được Uy Trần điều tra về Chiêu Nhan và nàng đã an lòng vô cùng. Quận chúa vốn dĩ cũng chẳng thích Chiêu Nhan nên đã giúp chàng giấu kín chuyện này. Chiêu Nhan ở nhà một mình nên vẫn còn rất sợ nghịch tiên nhưng tối hôm đó Thời Khuyết đã đến nhà nàng. Thời Khuyết đến tìm Chiêu Nhan để hỏi về việc hôm nay nàng cùng với phó ngữ sử đi xem đèn lồng như thế nào rồi nhưng khi chàng biết được cả hai đã không xem được đèn lồng thì vô cùng phấn khởi. Chiêu Nhan sau đó đã đề nghị ngự sử đại nhân ngắm trăng cùng với mình nhưng chàng đã lập tức từ chối. Đến đó Chiêu Nhan ngủ và oản oản nghịch tiên đã xuất hiện, cô gái ấy liên tục dọa oản oản cho đến khi nàng chịu giúp cô ấy thì mới dừng lại. Kể ra thì oản oản đã có người trong lòng nhưng bà của nàng lại không đồng ý cho nàng gả với chàng trai ấy. Không những thế chàng trai đó còn đi biệt tích cả 10 năm nay chưa thấy về. Vừa nghe chuyện của oản oản mà Chiêu Nhan vừa ngủ gật lên gật xuống cho đến khi nàng không chịu được thì lan ra ngủ luôn. Hôm sau Chiêu Nhan đến làm cho ngự phủ và oản oản đã cố gắng vào bên trong để gặp nàng vừa nghe được chuyện bà của nàng đang tìm cách để gả nàng cho một người muôn đang hộ đối và làm vậy để nàng khỏi cô đơn dù nàng đã không còn cùng lúc đó thời khuyết đã vào bên trong và ngay lập tức chiêu nhan kể hết mọi sự tình cho chàng nghe nhưng chàng nghe xong thì đã ngay lập tức cấm nàng lo chuyện bao đồng dạo gần đây giả ra làm gì đó mờ ám không rõ trước sau nên thời khuyết rất sợ chiêu nhan gặp rắc rối miệng thì nói vậy nhưng với tính cách của chiêu nhan thì nàng chắc chắn sẽ giúp đỡ cho oản oản vì vậy mà thời khuyết đã quyết định sẽ đến giả ra để thám thính tình hình như thế nào Thời Khuyết đến giả ra thì đã đi thẳng vào vấn đề và chàng hỏi giả phu nhân đã kết hợp với người ngoài thành và mua tinh linh của họ. Thời Khuyết không muốn những gì bà làm sẽ ảnh hưởng đến chuyện trong thành. Giả phu nhân nghe Thời Khuyết nói vậy thì cũng nhanh chóng trấn an chàng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau khi Thời Khuyết rời đi thì Cảnh Nghiêu đã xuất hiện ở trước cửa phủ và Cảnh Nghiêu chính là người trong lòng của Oản Oản. Mười năm trước gia đình chàng đã lưu lạc đến nơi khác và bây giờ chàng chỉ còn một thân một mình trên trần đời bởi cha mẹ chàng đã không còn nữa. Cảnh Yêu đến đây cũng chỉ để gặp được Oản Oản vì trước lúc chàng đi chàng đã hứa 10 năm sau sẽ về Thanh Châu để hỏi cưới Oản Oản. Giờ đây Cảnh Yêu cũng đã có một chút ít của cải nên cũng đã chuẩn bị của hồi môn nhưng Cảnh Yêu lại không gặp may bởi người chàng muốn cưới đã không còn nữa. Chỉ 3 năm sau khi chàng đi thì Oản Oản cũng vì bệnh tật mà bỏ giả phu nhân lại một mình. Cảnh Yêu nghe xong dù có rất buồn nhưng vẫn muốn nhan đèn cho Oản Oản tuy nhiên giả phu nhân lại không đồng ý và cho người đem chàng vào củi. Cảnh Yêu vừa được giải đi thì người ở ngoài thành đang giúp bà tìm người để làm lễ thành hôn cho cháu gái của mình bước ra. Thấy tình hình như vậy người đó đã hối thúc giả phu nhân làm nghi lễ càng sớm càng tốt và bội ngọc cũng đã được bà ta làm xong. Bội ngọc sẽ kết nối người đó với Oản Oản và khi Oản Oản biết được bội ngọc ở đâu thì liền đưa Chiêu Nhan đến đó. Lúc này Chiêu Nhan đã nhìn thấy người nhặt được bội ngọc chính là Tạ Uy Trần và Uy Trần chắc chắn sẽ bị bắt làm hôn lễ với Oản Oản. Chiêu Nhan chạy theo thì không tìm thấy Uy Trần đâu và nàng chỉ nhặt được bội ngọc. Chiêu Nhan ngay lập tức về thưa chuyện cho Thời Khuyết nghe và khi nghe chuyện xong thì Thời Khuyết cùng với nàng quyết định sẽ đi đến giả gia nhưng ngặt nỗi vừa đến giả ra thì thời khuyết lại một mình đi qua vách nhà và đứng trước một cái cây rồi nhìn trầm trầm vào nó. Chiêu nhan không biết thời khuyết đi đâu và cùng lúc đó người phụ nữ ở thành khác cũng đã nhìn thấy nàng rồi kêu nàng. Vào bên trong chiêu nhan đã vào thẳng vấn đề nói hết những gì cần nói ra cho giả ra nghe. Chiêu nhan cũng mong giả phu nhân sẽ thả tạ uy trần ra và cũng đừng bắt chàng ấy làm đám cưới với oản oản. Oản oản sẽ rất buồn vì nàng đã có người trong lòng. Tuy nhiên người phụ nữ kia lại ra dấu hiệu cho giả phu nhân đừng tin những gì mà Chiêu Nhan nói và khi Chiêu Nhan nói người trong lòng của Oản Oản chính là Cảnh Nghiêu thì đã đem nàng vào củi luôn. Chiêu Nhan vào thì nhìn thấy Oản Oản đang ở kế bên Cảnh Nghiêu và nàng phải tự tìm cách tháo trói trên tay của mình ra. Nàng vừa quay sang tháo trói cho Cảnh Nghiêu xong thì buổi lễ đã bắt đầu vì vậy mà nàng nhanh chóng rời đi để cứu vãn tình hình trước khi mọi thứ diễn ra tồi tệ hơn. Chiêu Nhan đã lén lút đi qua sân mọi người làm lễ và tiến vào bên trong nhà, nàng nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy ai cả. Lúc này gió ở đâu thổi vào khiến màn che đầu của cô dâu che đầu chiêu nhan lại. Một người đàn ông mặt y phục lễ cưới tiến lãi và gỡ khăn che đầu ra cho nàng. Ban đầu chiêu nhan cứ nghĩ đó là tạo uy trần nhưng khi người đàn ông đó gỡ khăn ra thì nàng mới biết đó chính là nhậm thời khuyết. Thời khuyết nhìn cành cây đang héo úa này một lúc thì vào bên trong tư oản đường và quả thật đã như suy nghĩ của ngài bởi uy trần đang bị những sợi chỉ đỏ buộc trên người. Với pháp thuật của thời khuyết thì rất dễ dàng tháo được sợi chỉ ấy ra bên ngoài và sau khi giải cứu được cho uy trần thì thời khuyết đã dặn chàng đi canh chừng nếu có gặp lam cô thì phải bắt lại kể cho chiêu nhan nghe hết mọi chuyện nhưng chiêu nhan lại nói không muốn nhìn thấy thời khuyết thành hôn với khác dù chỉ là giả chiêu nhan nói xong thì không khí bỗng trở nên khác hẳn đi có một chút ngại ngùng và cũng có một chút khó xử quận chúa sau một hồi điều tra thì cũng biết được tạ uy trần nhậm thời khuyết và vân chiêu nhan đang ở bên trong giả ra lúc này uy trần cũng đã ra bên ngoài và gặp được quận chúa chàng kêu quận chúa về để chàng có thể đi làm nhiệm vụ được giao nhưng quận chúa lại không đồng ý mà cứ bám theo chàng Oản Oản lúc này cũng trở vào gặp Chiêu Nhan và nàng đã chỉ cho Chiêu Nhan nơi nàng đã cất những lá thư của Cảnh Nghiêu gửi đến cho mình. Có thể nhờ những lá thư này mà tổ mẫu sẽ biết được tình yêu chân thật của hai người và cho hai người bên nhau. Nghi lễ đã bắt đầu và Lam Cô đã lấy đâu ra một người con gái rồi nói với giả phu nhân đó chính là cháu gái Oản Oản của bà. Lam Cô cũng đã gọi Tạ Uy Trần ra và thời khuyết đang cải trang thành Uy Trần để đi ra bên ngoài. Tuy nhiên nghi lễ chuẩn bị bắt đầu thì Cảnh Nghiêu đã chạy đến để xin Oản Oản cho chàng nhìn mặt nàng nghi lễ ngay lập tức bị hoãn lại và giả phu nhân vô cùng tức giận về chuyện này cùng lúc đó chiêu nhan và thời khuyết cũng đã lộ mặt lam cô thấy vậy thì ngay lập tức bỏ chạy mất dép lão phu nhân lúc này vẫn chưa tin là bản thân bà đã bị lam cô gạt chiêu nhan thấy vậy thì cũng tháo khăn trùm đầu của cô gái kia ra và nói cho bà biết đây không phải là oản oản lam cô ở tây vực chỉ là đang dùng một hương liệu gì đó để khiến bà không thể nhận ra âm mưu của cô ta thôi lão phu nhân rất suy sụp và không biết rằng bản thân mình bị lừa Chiêu Nhan thấy thế cũng đã bắt đầu nói chuyện với bà và cũng đã kể cho bà nghe năm xưa cả hai người bọn họ đã thề ước với nhau như thế nào. Quận chúa cùng với Uy Trần đang đứng đợi Lam Cô nhưng chẳng thấy đâu và lúc này quận chúa đã đề nghị chàng đến làm cho nàng. Ở trong ngự phủ này, Uy Trần cũng không thể nào tiếp cận Chiêu Nhan được vì tên thời khuyết kia sẽ chẳng để chàng làm vậy. Lão phu nhân của giả gia vẫn chưa thể chấp nhận được cảnh yêu làm cháu rể của mình vì bà sợ rằng sau 10 năm chàng đã thay lòng đổi dạ. Tuy nhiên cảnh yêu đã chứng minh bằng cách lấy miếng bội ngọc mà Oản Oản đã từng đưa cho chàng ra để chứng minh. Ở nơi biên quan có rất nhiều khó khăn và nếu chàng thật sự thay lòng đổi dạ thì chàng cũng chẳng giữ miếng bội ngọc này cho đến bây giờ. Dưới những lời thuyết phục của Chiêu Nhan và tổ mẫu đọc được lá thư của cả hai người thì cũng chấp nhận cảnh yêu và mong chàng sẽ gọi bà là tổ mẫu. Uy Trần cùng với quận chúa cũng đã đợi được Lam Cô và hai người cũng đã xong kiếm hợp bích để trừng trị những con người đem chuyện tâm linh xàm bậy vào bên trong thành Thanh Châu. Tuy nhiên vào một phút lơ là quận chúa đã bị Lam Cô dùng tiếng sáo để làm cho không tỉnh táo uy trần thấy vậy thì liền chạy tới để giúp quận chúa trở lại bình thường nhưng những tên lính thấy vậy thì tính tấn công bọn lam cô nhân cơ hội chạy thoát quận chúa quấn vội vết thương trên tay uy trần rồi để uy trần đuổi theo oản oản cùng với cảnh nghiêu cả hai người cuối cùng cũng phải chia xa nhau nhưng cảnh nghiêu vẫn một lòng một dạ với nàng thế là lại thêm một thái âm thượng thần nữa trở về điện quang hán mặt trăng vì thế cũng đã trở thành mặt trăng rằm sau mọi chuyện thời khuyết cũng đã đưa chiêu nhan về đến nhà của mình và chiêu nhan đi vào nhà thì uy trần lại đuổi theo Uy Trần đến chỉ vì lo lắng cho Chiêu Nhan nhưng Chiêu Nhan lại nói sau này sẽ cố gắng không để Uy Trần phải lo lắng cho nàng nữa. Uy Trần nghe vậy thì liền hỏi Chiêu Nhan đã có người trong lòng rồi phải không và sự thật quả là như vậy. Uy Trần trở về với nét mặt không được vui thì gặp quận chúa. Quận chúa vừa băng bó vết thương cho Uy Trần cũng như vừa hỏi chàng có phải bị Chiêu Nhan từ chối hay không. Tình tình nói Uy Trần chỉ đang cảm thấy ái náy với Chiêu Nhan nên mới cố gắng bù đắp lỗi lầm của chàng thôi chứ chàng chẳng có bất kỳ một tình cảm đặc biệt gì với Chiêu Nhan cả trước đó uy trần đã lợi dụng chiêu nhan để theo dõi nàng nên giờ đây chàng đang cố gắng để bù đắp chiêu nhan trên đường đi đến ngự phủ thì đã bị một người nào đó sử dụng pháp thuật của mình khiến nàng xém bị thương nhưng lúc đó thời khuyết đã xuất hiện kịp thời thời khuyết tìm gặp chiêu nhan để nhờ nàng sẽ làm người thân cận của chàng và giúp nàng trong việc đi thăm người dân trong thành quê quế không may đã bị bệnh nên không thể làm việc này được và thế là chiêu nhan đã chuẩn bị y phục cho chàng để chàng có thể đi thăm mọi người trong thành cả hai người đã cùng nhau đi nhưng chỉ cùng lúc này chiêu nhan cũng đã cảm nhận được ám khí xung quanh nàng thời khuyết thấy vậy thì cũng đưa nàng về để nàng có thể nghỉ ngơi tên đó chính là sư phụ của uy trần và hắn nói chắc chắn đôi mắt của chiêu nhan sớm muộn gì cũng sẽ gây bất lợi cho nàng thôi tôi đến uy trần được sư phụ gọi ra bên ngoài và những hành động của chàng đã lọt vào mắt của Từ quế sư phụ của uy trần đã nói về chuyện chiêu nhan vốn dĩ là một người khá đặc biệt có thể khiến cả thời khuyết cùng với uy trần ra sức bảo vệ uy trần nghe xong thì liền nói chiêu nhan là một người tốt nhưng chàng lại chẳng hiểu sao sư phụ lại muốn chàng theo dõi hai người bọn họ sư phụ chàng nghe xong thì nghĩ rằng chàng đang tạo phản nên sư phụ sẽ tự mình giải quyết mà không cần uy trần nữa tuy nhiên chàng làm sao có thể quên được sư phụ năm xưa đã cứu chàng và nuôi nấng chàng như ngày hôm nay nhưng chàng cũng không thể nào hiểu được tại sao sư phụ mình lại làm như vậy hôm sau thời khuyết cũng đã biết được mọi chuyện và chàng đã rất tức giận nhưng chàng quyết định sẽ không làm hại uy trần uy trần vốn dĩ còn không biết sư phụ của mình là ai nên cũng chẳng thể nói cho thời khuyết biết được có lẽ vì như vậy mà thời khuyết chỉ đuổi uy trần ra khỏi ngự phủ này mà thôi Triêu Nhan đang ở trong phòng của Thời Khuyết thì mẹ của chàng Khôi Cơ đã xuất hiện. Một lúc sau Thời Khuyết vào bên trong và nàng cũng nói cho chàng nghe về những gì Khôi Cơ nói với nàng. Khôi Cơ làm như vậy là do năm xưa bà đã bị ai đó thôi miên, bà cũng chẳng thể làm chủ được cơ thể của mình nên mới làm ra những chuyện như vậy. Bây giờ bà chỉ mong Thời Khuyết sống hạnh phúc và phải thật cẩn thận vì những nguy hiểm đang rình rập chàng. Triêu Nhan đã ngay lập tức khuyên chàng hãy cố gắng tin nàng một lần, chắc chắn Khôi Cơ cũng có nỗi khổ riêng của mình nên mới không thể nói ra được danh tính của người đã khiến nàng làm những việc như thế tuy nhiên thời khuyết vẫn rất hận bà ấy nên chàng không muốn quên những năm qua mình đã trải qua đau khổ như thế nào như thế càng khiến cho chàng cảm thấy bản thân không thể tha thứ cho khôi cơ nhưng chiêu nhan cũng biết được thời khuyết vẫn có một hy vọng gì đấy nên chàng mới muốn nghe sự thật từ chính miệng khôi cơ thời khuyết biết chuyện thì cũng đã nói cho kham khư nghe kham khư nghe xong thì đề nghị chàng hãy quay về thiên cơ để điều tra mọi chuyện một chuyến và kham khư cũng nghĩ rằng chuyện này là do đế quân làm uy trần đứng từ xa nhìn hai người nói chuyện và quận chúa cũng xuất hiện uy trần liền nói với quận chúa về chuyện bản thân mình sẽ rời khỏi thanh châu và sẽ không bao giờ về lại thanh châu nữa quận chúa nghe xong thì liền muốn chàng về làm cho phủ của mình và nàng chắc chắn tin chàng chính là một người tốt chiêu nhan cũng đã đến nói chuyện với thời khuyết và nàng cứ tưởng rằng chàng sẽ không cho mình làm việc ở ngự phủ này nữa nên mới đưa tiền lương cho nàng tuy nhiên thời khuyết đưa lương cho nàng chỉ muốn nàng xây dựng lại vân phủ nơi mình đang sống và nàng vẫn sẽ tiếp tục được ở lại đây để làm chiêu nhan nghe như vậy thì vui lắm vì cuối cùng nàng cũng được ở bên cạnh thời khuyết Tiểu Quế ngồi nghỉ chưa tại một góc cây thì chàng bỗng thấy trước mặt chàng chính là Đế Quân và nhìn qua nhìn lại một lúc thì chàng thấy mình đã ở trên điện Quang Hán. Đế Quân đã căn dặn Tiểu Quế chuyện của Chiêu Nhan và Thời Khuyết, tuyệt đối không thể để người và tiên yêu nhau, vào lúc trăng tròn cả hai người phải trở về ngay lập tức. Tiểu Quế dù không muốn và chàng cũng thắc mắc tại sao Đế Quân và Khôi Cơ thì được còn Thời Khuyết cùng Chiêu Nhan thì không. Tiểu Quế khi tỉnh dậy thì đã ngay lập tức vào và nói chuyện với Thời Khuyết. Thời Khuyết ban đầu cũng không quan tâm đến chuyện này nhưng khi nghe Tiểu Quyết nói không muốn chàng đi lại vào vết xe đỗ của cha mẹ chàng, và làm vậy sẽ khiến chiêu nhan an toàn hơn thì thời khuyết cũng đã suy nghĩ lại tại một ngôi nhà nhỏ người anh trai cảm thấy em mình có vấn đề vì cứ sốt cao và nói chuyện một mình mà ba mẹ thì lại chưa về nên người anh đã đi tìm người để giúp đỡ em chạy quay một hồi thì người anh cũng đã nhờ chiêu nhan giúp mình và khi chiêu nhan đến thì đã thấy xuất hiện một cậu nhóc nghịch tiên chiêu nhan đã ngay lập tức đuổi cậu bé đi và nàng đã thấy nghịch tiên trốn vào trong cái trống đồ chơi hôm sau chiêu nhan ngay lập tức mang ngày cái trống đồ chơi đến chỗ thời khuyết để mong chàng có thể canh chừng nó Thời khuyết ban đầu muốn giúp Chiêu Nhan nhưng sau khi chàng nhớ lại những gì Tiểu Quế nói thì đã quyết định từ chối, Chiêu Nhan cũng không còn cách nào khác mà mang nó đi. Chiêu Nhan cứ đợi mãi trước cái trống để nhìn thấy nghịch tiên nhưng cậu nhóc lại không xuất hiện. Một lúc sau Chiêu Nhan đã nhìn thấy nghịch tiên và đi theo cậu nhóc thì mới biết cậu và bé gái kia ngồi chơi với nhau ngay tại hồ. Chiêu Nhan vô cùng lo sợ và nói với cô bé về phủ ngữ sử gặp dạ sai để ngài ấy giúp đỡ. Chiêu Nhan ngồi lại nói chuyện với nghịch tiên thì mới biết nghịch tiên A Nặc này đang đi tìm muội muội của mình trở về lại ngự phủ chiêu nhan đã nói chuyện này cho thời khuyết nghe nhưng thời khuyết chỉ quan tâm đến việc chiêu nhan lại đang đem rắc rối đến cho chàng chiêu nhan đưa cô bé về thì liền quay vô phủ để đấm bóp cho thời khuyết nhờ vậy mà chàng mới có thể giúp được nàng nói qua nói lại một hồi thì chiêu nhan muốn thời khuyết hãy coi như cậu bé vẫn còn tồn tại trên đời vì cậu bé a nặc này vẫn không biết bản thân đã ra đi mãi mãi chiêu nhan đi tìm a nặc và nàng thấy cậu nhóc đang trốn trong một góc bàn hỏi ra thì mới biết mẫu thân a nặc đã dặn tiếng chiêng vang lên là sẽ có người đến và xử tội bọn trẻ con Triêu Nhan nghe xong thì liền đưa An Nặc vào để nói chuyện với Thời Khuyết, tuy nhiên Thời Khuyết thì không thể nhìn thấy được nghịch tiên nên chẳng thể biết được An Nặc ở đâu. An Nặc thì cũng chẳng phải dạng vừa bởi cậu cứ chạy qua chạy lại rồi sau đó còn nói Thời Khuyết không nhìn thấy đường. Thời Khuyết nghe xong thì bảo cậu bé ra ngoài và nói cho chiêu Nhan nghe về thông tin của An Nặc. An Nặc chính là nghịch tiên bé nhất ở trong kết phái và cậu nhóc đã vào đó khoảng 60 năm trước. chiêu Nhan đang suy nghĩ không biết phải làm cách nào để có thể giúp An Nặc thì người của ngự phủ đã đến và đưa cho nàng về cuốn sách ở ngoại ô phía nam. Chiêu Nhan đọc xong thì ngay lập tức đi đến đó để giúp A Nặc nhưng vào lúc nàng rời đi thì đã va phải Tạ Uy Trần. Và chàng đã biết được địa điểm nàng đến nhưng lại không biết nàng đến đó để làm gì. Chiêu Nhan đến và nói chuyện với cậu nhóc thì mới biết được năm xưa ngôi làng của cậu đã rất hoang toàn, người dân trốn chui trốn nhủi. Trong lúc trốn thì muội muội đói bụng nên A Nặc đã đi tìm thức ăn cho muội và trong lúc cậu đi thì mọi người lại bỏ chạy. A Nặc tuyệt vọng trở về chỗ nấp thì lại không thấy muội đâu nữa mà chỉ tìm được chống đồ chơi. Sau khi A Nặc đi, chiêu nhan đang ngồi thì bị hai tên lính của lam cô đến dẫn đi uy trần lúc này cũng đã tìm được thời khuyết và báo cho chàng biết về việc ngoại ô phía nam rất nhiều đạo tặc trong tình thế nguy hiểm thời khuyết đã xuất hiện kịp thời và cứu chiêu nhan khỏi hai tên đạo tặc kia chiêu nhan vì quá hoảng sợ mà đã vội chạy lại ôm trầm lấy thời khuyết cả hai người cùng nhau đi ra khỏi miếu thời khuyết thấy vết thương trên tay chiêu nhan thì liền cầm lên và xem thử có sao hay không nhưng rồi chàng lại nhớ đến những gì tiểu quế nói và bỏ tay chiêu nhan ra chiêu nha nhân lúc này cũng nói cho thời khuyết biết về tấm lòng của nàng nàng bộc bạch nói với thời khuyết về việc nàng có tình cảm đặc biệt với chàng nhưng ngoài dự đoán của chiêu nhan thời khuyết đã ngay lập tức bác bỏ đi những lời nói đó thời khuyết nói với chiêu nhan về việc chàng cảm thấy rất phiền phức và luôn muốn tránh xa nàng ngay từ lần gặp đầu tiên người và tiên vốn dĩ không phải chung một thế giới cả hai không thể nào ở bên nhau được chiêu nhan nghe vậy thì vô cùng buồn bã nhưng nàng chẳng biết phải làm gì cả hai sau buổi nói chuyện đó đã vô cùng buồn bã mỗi người một nơi nhưng lại nghĩ về một câu chuyện Ô Thố lúc này chạy đến tìm Thời Khuyết để nói về việc Tạ Uy Trần đeo bám tình tình muội muội của người nên người muốn tìm hắn để tính sổ. Tuy nhiên Thời Khuyết liền bên Uy Trần và nói tất cả là do quận chúa chủ động, thử hỏi cả cái thanh châu này thử xem ai lại không biết quận chúa đeo bám phó ngự sử. Ô Thố nghe xong thì vô cùng tức giận vì Thời Khuyết đang hạ bệ muội muội của ông nhưng Thời Khuyết cũng đã sắp đi rồi nên ông cũng chẳng thèm so đo. Uy Trần đang vào rừng tìm kiếm sư phụ của mình, sau khi tra hỏi thì chàng biết được bọn đạo tặc kia là do sư phụ của Uy Trần sai họ làm. Chàng rất tức giận về việc sư phụ tại sao lại đi hại những người không làm gì nên tội. Dù sư phụ đã kêu mang và nuôi nấng uy trần nhưng chàng chỉ tin vào những gì mà bản thân chàng thấy được. Không chỉ chiêu nhan mà cả thời khuyết cũng chẳng phải loại người xấu xa. Giờ đây uy trần chỉ muốn sư phụ nói cho chàng biết sư phụ là ai. Tuy nhiên hắn ta lại không nói và bắt chàng chọn giữa hai người đó và hắn. Uy trần đã quỳ xuống để tạ lỗi vì chàng vẫn chọn bênh vực những gì mà mình thấy và mình tin. Tạ uy trần về khu nghĩa trang và nhìn thấy chiêu nhan thì chàng cảm thấy vô cùng có lỗi. Chàng nhất định sẽ phải bù đắp cho nàng vì vậy mà uy trần đã đưa cho chiêu nhan một chiếc nhẫn và nếu như nàng làm vỡ chiếc nhẫn thì uy trần sẽ lập tức tới cứu nàng hôm sau chiêu nhan tỉnh dậy thì đã thấy a nặc và nàng liền hỏi tại sao hôm qua lại bỏ đi trước thì cậu nhóc đó liền trả lời rằng do bản thân sợ đám đạo tặc nói xong thì cậu cũng rời đi nàng chạy khắp nơi để tìm như lại chẳng thấy cậu đó chiêu nhan ghé đến xe hàng của người đã giúp đỡ nàng rất nhiều trong khu nghĩa trang này tuy nhiên vì bà đã lẩm cẩm nên lúc nhớ lúc quên chiêu nhan và lúc này bà đang đứng bình thường thì lại cảm thấy sợ hãi rồi nấp sau xe hàng hình ảnh này của bà lão không khác gì a nặc khi ở trong ngự phủ. chiêu nhan về lại ngự phủ thì thấy a nặc như khi hỏi về việc cậu nhóc đã có manh mối về muội muội chưa thì cậu liền bỏ đi với khuôn mặt buồn bã. quận chúa khi nghe được tin thời khuyết nói xấu mình thì đã tìm đến ngự phủ để giải quyết. nàng với thái độ kiêu kỳ hống hách đi tìm thời khuyết. đạo hoàng nghịch tiên nhìn thấy thì lại vô cùng khó ưa và đã cố tình làm cho nàng té nhưng tạ uy trần đã đến kịp thời để cứu nàng. cả hai liền trở nên ngại ngùng và sau đó đạo hoàng lại cho uy trần ngã thì quận chúa đã chạy lại đỡ chàng. cả hai cùng ngã xuống đất quận chúa vừa ngã xuống đất cùng với uy trần thì đã hôn vào má chàng ngay lập tức chiêu nhan đang ở ngự phủ thì nghe tin về việc bà lão ở trung nghĩa trang với mình đã ngã bệnh chiêu nhan chạy thật nhanh về với bà và sau khi được thăm khám thì bà lão sẽ chẳng còn ở trên thế gian này được bao lâu nữa chiêu nhan thấy vậy thì liền có hỏi bà có nguyện vọng gì không để nàng thực hiện giúp bà lão cũng đã nói cho chiêu nhan nghe về việc bản thân bà muốn được nằm ngay nguyệt thần để có thể chờ đợi ca ca của bà đến đón năm xưa ca ca của bà đã nói bà đợi ở đó nhưng cho đến tận bây giờ thì huynh ấy vẫn chưa quay lại tìm bà Chiêu Nhan nghe xong thì ngay lập tức nhớ đến An Nặc và nàng đã hỏi bà tên ca của bà có phải là An Nặc hay không. Chỉ vừa nghe câu trả lời thì Chiêu Nhan đã ngay lập tức chạy đi tìm An Nặc. Thời Khuyết thấy vậy thì cũng liền giúp DRC. Nhờ Thời Khuyết đưa Chiêu Nhan lên cao mà việc tìm An Nặc trở nên rất nhẹ nhàng. Khi đưa An Nặc đến kế bên muội muội của mình thì cả Hại Huynh muội đã nhận nhau qua lời bài hát mà năm xưa An Nặc đã hát du muội muội của mình. An Nặc nghe xong thì cũng chẳng nói gì mà đã để lại chiếc trống đồ chơi kế bên người bà và sau đó bã đã nhẹ lòng rời đi. An Nặc khi thực hiện được ước nguyện thì cũng trở về kết phái nhưng Thời Khuyết thì lại không thích điều này. Thời Khuyết cũng đã biết được bản thân chàng đã sắp rời khỏi nơi đây để trở về trên cung trăng cô độc kia. Khôi Cơ lúc này cũng đã xuất hiện kế bên con trai nhưng không thể làm được gì. Chiêu Nhan lo cho bà lão xong thì đã tìm thấy bức thư bà viết cho nàng, đọc thư xong thì nàng liền thấy Thời Khuyết xuất hiện. Chàng đến đã an ủi nàng vì người thân mới có được sau 10 năm cũng không còn. Tuy nhiên lần này Chiêu Nhan đã phớt lờ chàng vì hai người vốn dĩ không cùng một thế giới nên Chiêu Nhan sợ nàng sẽ lại chạy đến và ôm lấy Thời Khuyết dù hai người đã ràng buộc với nhau bằng một đôi mắt nhưng cả hai cũng không thể vượt qua nỗi khoảng cách giữa người và tiên chiêu nhan rất cảm ơn những gì mà thời khuyết đã làm cho nàng và từ nay trở về sau nàng sẽ không làm phiền đến chiêu nhan nữa chuyện hôm trước ở miếu chiêu nhan rất muốn cảm ơn phủ ngự sử và có lẽ từ bây giờ cả hai hãy trở về dáng vẻ như trước kia thời khuyết nghe xong thì cảm thấy có chút hụt hẫng và buồn nhưng chàng vẫn không thể tin được cả hai người có thể sẽ trở lại dáng vẻ như trước kia thời khuyết đang chuẩn bị nói một điều gì đó với chiêu nhan thì quận chúa đã xuất hiện Thời khuyết và quận chúa cả hai không hề có cái nhìn tốt về đối phương vì vậy mà thời khuyết không muốn để chiêu nhan ở bên cạnh quận chúa một chút nào. Thời khuyết đã ngay lập tức BAT chiêu nhan phải chọn giữa mình và quận chúa, quận chúa thấy thế thì cũng liền đồng ý làm theo cách này của thời khuyết. Nghĩ đi nghĩ lại một thì cuối cùng chiêu nhan cũng đã quyết định sẽ đi cùng với quận chúa mà không phải là thời khuyết. Cả hai người đã đi đến túy ẩm lâu để nói chuyện cùng với nhau nhưng chiêu nhan thì cứ ngồi chủ ụ buồn bã. Quận chúa thấy vậy thì cũng liền bắt chuyện để chiêu nhan quên đi những chuyện buồn. Khi không còn bà lão thì Chiêu Nhan lại mất đi một người thân và điều này thì thật không dễ dàng. Quận chúa nghe Chiêu Nhan nói xong thì liền nói với Triệu Nhan rằng quân chúa cũng là người nhà của nàng. Mặc dù quận chúa không thích Triệu Nhan nhưng dù sao cả hai cũng đã sống cùng nhau một khoảng thời gian. Chiêu Nhan cũng rất biết ơn quận chúa vì vào năm nàng 7 tuổi chẳng ai thèm chơi cùng nhưng quận chúa lại là người chơi và bảo vệ Chiêu Nhan. Tình tình lại cảm thấy bản thân mới là người cần cảm ơn bởi Chiêu Nhan đã giúp nàng về việc chiếc gương của kinh thính nhưng nàng không biết mà lại trách Chiêu Nhan không những thế cũng chính chiêu nhan là người đã cứu nàng vào vụ việc xảy ra năm đó vì vậy mà bây giờ nàng cũng sẽ cứu chiêu nhan thoát khỏi hoàn cảnh này uy trần đang ngồi suy nghĩ về những lời của sư phụ nói thì lại thấy báo hiệu trên bầu trời của chiêu nhan cứ lo chiêu nhan gặp nguy hiểm nàng chàng đã chạy bạc mạng tới đó và cuối cùng chiêu nhan nhờ ngài đưa quận chúa về hôm sau cả hai gặp nhau trong phủ ngự sử uy trần cũng đã thừa nhận với chiêu nhan về việc chàng đã điều tra nàng tuy nhiên chiêu nhan cũng không trách gì uy trần mà nàng cũng đã biết được người đó điều tra nàng vì nàng liên quan đến thời khuyết chiêu nhan thấy uy trần đã thành thật với mình thì nàng liền kể cho chàng nghe chuyện nàng có thể nhìn thấy nghịch tiên ban đầu uy trần không hề tin nhưng khi nghe chiêu nhan giải thích thì chàng cũng tin đó chính là sự thật hơn nữa đạo hoàng cũng đã chứng minh được lời của chiêu nhan nói thời khuyết đến khinh binh khí để tìm chiêu nhan thì lại thấy nàng đang nằm ngủ và vào lúc nàng chuẩn bị gục ra sàn thì chàng ngay lập tức lại đỡ thời khuyết nhìn chiêu nhan và nhớ lại những gì nàng nói đêm đó thì cũng đã quyết định bỏ qua cho nàng ô thố sau khi thấy chiêu nhan cũng với uy trần đi với nhau thì đã vội chạy vào kiếm thời khuyết để nói ô thố cũng nói với thời khuyết về việc chàng không nên tiếp xúc nhiều với chiêu nhan vì đôi mắt cô ta vô cùng sắc khí thời khuyết càng nghe ô thố nói về việc không thích đôi mắt của chiêu nhan thì đã dùng pháp thuật của mình tiễn ông ra ngoài cửa chiêu nhan đang đứng quét lá mà chẳng vui chút nào vì nàng muốn khôi cơ cũng giống như nàng có thể bày tỏ mọi thứ để thời khuyết có thể hiểu được bà ấy tuy nhiên đạo hoàng không cho phép nàng làm vậy vì nếu làm như vậy thì nhiều khi nàng sẽ bị nghịch tiên chiếm luôn cơ thể Uy Trần dường như vẫn chưa quen được việc nghịch tiên tồn tại trên đời nhưng với sự trấn an của Chiêu Nhan thì chàng cũng đã chấp nhận sẽ quen với nó. Uy Trần đi ra khỏi phủ thì gặp quận chúa, quận chúa muốn cùng với chàng đi đến Túy Ẩm lâu để chúc mừng chàng nói hết mọi việc cho Chiêu Nhan nghe. Tuy nhiên Uy Trần chẳng muốn đi và còn đặt tay lên vai quận chúa khiến nàng từ tức giận liền chuyển sang vui vẻ. Tôi đến Chiêu Nhan về đến nhà của mình và đem y phục đã phơi khô vào bên trong nhưng vừa quay lưng lại thì đã gặp một người phụ nữ. Chiêu Nhan lại thì liền nhìn thấy một cô gái nhưng lạ thay cô gái này không nói chuyện được, đêm hôm lại đến nghĩa trang rồi nói là bản thân không có nơi nào để đi chiêu nhan thấy vậy thì cũng chẳng nói gì mà đã quyết định sẽ cho cô gái này tá túc lại nhà của mình đêm đó bích lạc đã nhờ chiêu nhan tìm giúp mình phu quân và phu quân của bích lạc tên là liễu tông chiêu nhan bản tính hay giúp người nên nàng cũng đã đồng ý giúp bích lạc tìm phu quân hôm sau chiêu nhan đến phủ ngự sử để làm việc và dặn bích lạc ở nhà đợi mình nhưng bích lạc lại quyết đi theo chiêu nhan và vào lúc này chiêu nhan mới biết bích lạc là nghịch tiên cùng lúc đó có một người đàn ông đang coi bói và quẻ và bích lạc đã kéo chiêu nhan đến đó chọn quẻ thông qua sự chỉ dẫn của bích lạc sau khi xem quả thì ông có nói rằng người mà chiêu nhan đang muốn tìm kiếm thì đã ở một nơi tiệc tùng muốn tìm kiếm cũng không khó xem bói xong thì chiêu nhan vội vã chạy về phủ ngự để làm việc và lúc này thời khuyết cùng với tiểu quế đã nhìn thấy thời khuyết sợ rằng khi chàng đi thì sẽ không còn ai có thể bảo vệ chiêu nhan an toàn nên đã quyết định sẽ lấy trầm cài nguyệt quế của tiểu quế để tặng cho chiêu nhan Tại một quán hát có một người đàn ông lúc nào cũng say rượu và khi ông ta nghe một bài hát đặc biệt đó thì lúc nào cũng đi tìm kiếm thê tử của mình. Nghe nói vào rất lâu về trước người đàn ông này cũng với một cô gái trong quán hát đã yêu nhau nhưng bị ngăn cấm và sau đó cô gái bỏ chàng trai lại. Chiêu Nhan cũng đã đi đến phủ ngữ sử để tìm thời khuyết và nhờ thời khuyết giúp mình tìm ra người đàn ông đó. Cuối cùng thời khuyết theo lời Chiêu Nhan cũng đã vẽ tranh để có thể nhận dạng được người nam nhân này. Nhưng trong lúc vẽ Chiêu Nhan đã kề sát vào thời khuyết và điều đó làm chàng không thể nào tập trung vẽ được. Thời khuyết biết được bản thân mình không ổn khi cứ đứng mãi ở tư thế đó nên chàng đã bảo Chiêu Nhan đi ra chỗ khác không làm phiền chàng vẽ. Sau khi vẽ xong thì Chiêu Nhan cũng nhanh chóng để quán hát để tìm ra người nam nhân tên Liễu Tông trong tranh. Tuy nhiên chủ quán hát lại nói ở đây không có người nam nhân nào như vậy cho đến khi Chiêu Nhan hỏi về người tên Bích Lạc thì bà chủ lại dừng lại một chút. Sau đó bà chủ cũng nói không biết người nữ tử này nên Chiêu Nhan có thể ra trước gặp người nam nhân lớn tuổi. Ông ấy biết rất nhiều nên có thể giúp cho Chiêu Nhan chiêu nhan cũng nhanh chóng chạy ra bên ngoài và chỉ khi nàng vừa nói với ông về chuyện của nữ tử tên bích lạc thì ông đã ngay lập tức đưa cho nàng một cuốn sách đây là công việc thường ngày của nàng nên nàng đã về nhà nghiên cứu cuốn sách ấy và khi đọc qua thì mới biết năm xưa bích lạc là một người đàn cho gánh hát còn biết cả dệt thêu rất đẹp và nàng đã gặp một chàng trai thổi sáo hai người cứ thế mà trở nên khăng khít với nhau hơn nhưng cho đến khi gia đình của chàng trai này phát hiện thì đã ngăn cấm đôi uyên ương này cả hai quá yêu nhau nhưng lại bị gia đình ngăn cản và cuối cùng đã quyết định rời đi cùng nhau tuy nhiên khi chiêu nhan hỏi làm sao ông lão đó biết chuyện thì ông lại nói chính người trong cuộc đã kể nhờ vậy mà chiêu nhan mới biết được liễu tông vẫn còn sống hôm sau nàng đến nhờ ông lão đó đưa lá thư cho liễu tông thì biết được liễu tông đã đi đến thịnh kinh chiêu nhan đã nói với nghịch tiên bích lạc nghe về chuyện này và bích lạc muốn chiêu nhan đi cùng mình đến đó nhưng chiêu nhan đã từ chối vì người nàng muốn bảo vệ đang ở đây uy trần đứng từ xa thấy chiêu nhan bỏ đi sau khi nói chuyện với một ai đó mà uy trần lại không thấy người đó là ai uy trần ngay lập tức đến tìm thời khuyết để hỏi về việc chiêu nhan nhìn thấy nghịch tiên uy trần mong thời khuyết có thể bảo vệ chiêu nhan vì nàng ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm thời khuyết cũng đã nói việc này cho tiểu quế nghe và chàng muốn được bảo vệ chiêu nhan ngày trước chiêu nhan đã bước rất nhiều bước để tiến tới thời khuyết và bây giờ thời khuyết cũng sẽ tiến lại để đến gần hơn với chiêu nhan cho đến bây giờ chiêu nhan không còn là mùi nhử nữa rồi chàng sẽ bảo vệ cho chiêu nhan dù bất cứ chuyện gì xảy đến trong cài nguyệt quế này thời khuyết sẽ đặt dưới gốc cây để xem chiêu nhan có duyên mà nhìn thấy không khôi cơ đứng từ xa chứng kiến và bà liền đến gặp chiêu nhan để nói cho nàng nghe về việc thời khuyết sẽ gặp nguy hiểm Tất cả những gì Khôi Cơ làm đều đang bảo vệ cho thời khuyết và người đó rất mạnh nên không thể tiết lộ cho ai biết được. Chiêu Nhan cứ như thế mà tiến dần ra gốc cây hồi sáng thời khuyết để châm cài. Nàng nhớ lại những gì Khôi Cơ nói và nếu như đôi mắt này ảnh hưởng đến thời khuyết thì nàng sẽ rời đi. Về đến nhà Chiêu Nhan gặp ngay Bích Lạc và nàng quyết định sẽ đến Thịnh Kinh. Hôm sau thư xin nghỉ ở phủ ngự sử cũng đã đến tay thời khuyết nhưng trong thư lại chẳng nói Chiêu Nhan nghỉ vì lý do gì. Cả hai đã đến Thịnh Kinh và tại nơi Bích Lạc cùng với Liễu Tôn đã hẹn ước thì cả hai cũng đã nhìn thấy được bóng dáng của Liễu Tôn quận chúa khi biết tin chiêu nhan rời đi thì vô cùng tức giận và uy trần thời khuyết và quận chúa cũng đã nói chuyện với nhau để tìm cách tìm chiêu nhan trước khi quận chúa cùng với uy trần cưỡi ngựa đi tìm chiêu nhan thì quận chúa đã nói với thời khuyết về việc tình cảm giữa chiêu nhan dành cho thời khuyết không phải là tình cảm bình thường từ đó tới giờ quận chúa chỉ có một yêu cầu dành cho thời khuyết là hãy bỏ cái tính sỏi đá đó mà đối xử tốt với chiêu nhan uy trần vừa giao nhiệm vụ cho quân lính và chuẩn bị rời đi thì quận chúa đã ngay lập tức kêu chàng lại quận chúa muốn từ đây về sau chàng sẽ là người của quận chúa hơn nữa nàng không thích việc rõ ràng đối phương đã biết việc người kia có tình cảm với mình mà còn muốn phớt lờ điều này sẽ làm cho cả hai bỏ lỡ nhau tình tình đã hét to trước mặt mọi người và nói muốn uy trần là của mình và mọi người bắt đầu đã kéo đến nhiều hơn uy trần vì thế mà kéo tay tình tình đi nơi khác nhưng chàng nói chàng cần thời gian để suy nghĩ từ trước tới giờ chẳng ai từ chối quận chúa nhưng bây giờ lại có người từ chối nàng và chắc chắn nàng sẽ không bao giờ bỏ lỡ uy trần đâu chiêu nhan ở thịnh kinh đã đuổi theo người nam nhân mà bích lạc chỉ nhưng lại không phải bích lạc đã đưa cho chiêu nhan uống một ly nước không biết bích lạc đã làm gì nhưng khi uống xong nước thì chiêu nhan liền ngủ bích lạc từ đó mà mượn thân thể nàng nhớ lại đêm trước đã có một người mặc đồ đen nói với bích lạc rằng tốt nhất hãy tự mình đi bày tỏ chứ đừng nhờ vào người khác thì thật sự rất nhục nhã cũng vì lời khiêu khích đó mà giờ bích lạc mới phải làm chuyện như vậy bích lạc vào gánh hát và thay y phục rồi đi tìm phu quân của mình liễu tông thời khuyết cũng đã thấy được mọi chuyện thông qua kết phái và chàng cũng đã biết được chiêu nhan đang gặp nguy hiểm bích lạc đã tìm ra được phu quân của mình và chàng trai đó đã nhận ra hình lưỡi liềm trên tay chiêu nhan liễu tôn vô cùng sợ hãi và chàng từ khi đi mọi người giúp thì đã không còn có bản lĩnh để đi cùng với bích lạc nữa kiếp sau bích lạc muốn gì thì liễu tôn cũng làm nhưng mong nàng đừng bắt chàng theo những lời nói của liễu tôn khiến bích lạc vô cùng đau đớn và đã quyết đi ra tay nhớ lại những gì cả hai hẹn ước nàng đã rơi nước mắt tuy nhiên thời khuyết đã xuất hiện chàng ngăn cản và khuyên can bích lạc bích lạc cũng biết được bản thân nên trở về với kết phái vì vốn dĩ số phận nàng đã khổ như vậy rồi Tuy nhiên Bích Lạc vẫn chưa chịu trả cơ thể cho Chiêu Nhan bởi nàng muốn Thời Khuyết nói rằng chàng có tình cảm với Chiêu Nhan hay không. Nếu Thời Khuyết chẳng chịu trả lời thì Bích Lạc sẽ rơi vào vào thời khắc đó thì Thời Khuyết đã nhanh chóng đến để ôm trầm lấy Chiêu Nhan. Tốt nhất là vẫn nên để cho Chiêu Nhan ở thịnh kinh này thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Vừa đưa Chiêu Nhan cho mọi người thì Thời Khuyết đã vội bỏ chạy. Chiêu Nhan tỉnh dậy dường như cũng biết là Thời Khuyết nên chạy đi kiếm. Tuy nhiên nàng quyết định cả hai nên rời xa nhau để được bình an. Thời Khuyết cũng đã chắc rằng chỉ có cách xa chàng thì Chiêu Nhan mới bình yên. Vậy là 7 ngày trôi qua thời khuyết cứ mong chiêu nhan có bình an hay không và chàng đã hỏi đạo hoàng. Đạo hoàng trả lời cho thời khuyết biết bằng cách làm hoa rơi. Xài ra lúc này thì đang chuẩn bị cho đám cưới, đạo hoàng thấy vậy thì liền kiếm chiêu nhan và nhờ nàng giúp đỡ. Ban đầu chiêu nhan không đồng ý nhưng sau khi thấy đạo hoàng khóc lóc ỉ ôi và nói đây là nguyện vọng cuối cùng thì đã giúp. Chiêu nhan khi trở lại phủ ngữ sử thì đã có một tên mặc đồ đen đứng bên ngoài nhìn trầm trầm vào nàng. Cả hai vào phủ ngự sử nhưng không muốn ai biết nên đã lén lút và vào lúc đó có người đi qua nên Chiêu Nhan đã nấp vào gốc cây, như vậy mà nàng nhìn thấy Trâm Cải. Sau đó cả hai đến khinh binh khí và đạo hoàng muốn nàng đưa thanh gươm này cho xài ra. Để vào được xài ra thì nàng phải có thiệp mời cưới vì vậy mà nàng đã nhờ sự giúp đỡ của quận chúa. Quận chúa cùng với Chiêu Nhan đã lén vào phòng ô thố mà lấy thiệp mời. Quận chúa cũng hỏi Chiêu Nhan về việc tại sao nàng lại bỏ đi nhưng nàng chỉ nói sẽ kể với quận chúa sau. Triêu Nhan đi trong phủ Ngự Sử thì đã gặp Thời Khuyết và lúc này Thời Khuyết đã nói với nàng về việc sẽ tìm cho nàng một nơi an toàn để nàng không phải gặp nguy hiểm. Đôi mắt của Thời Khuyết chính là nguyên nhân thì chàng phải có nhiệm vụ bảo vệ cho sự yên bình của Triêu Nhan. Tuy nhiên Triêu Nhan đã từ chối và nàng cũng đã thẳng thắn nói với Thời Khuyết bản thân nàng sẽ tự lo cho chính nàng. Triêu Nhan quyết định đi về và Thời Khuyết muốn đưa nàng về nhưng bị nàng từ chối. Chiêu Nhan trở về Vân gia đang ngủ thì thời khuyết đến để đưa thiệp mời cưới mà nàng làm rơi để nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng thời khuyết vẫn chưa biết rằng Chiêu Nhan đã tìm thấy Trâm Cải. Hứa Tiên đang đi trong phủ ngự sử thì liền gặp quận chúa và quận chúa đến để hỏi về tung tích của Vân Chiêu Nhan, nhưng không có gì mới và nàng căn dặn Hứa Tiên phải báo liền cho nàng biết nếu Chiêu Nhan về. Tuy nhiên đã hỏi xong được điều cần hỏi nhưng quận chúa lại không về, Hứa Tiên thấy vậy thì liền nói với nàng về việc Tạ Uy Trần đã đi ra ngoài và không ở trong cung quận chúa vừa đi thì hứa tiên đến tìm uy trần và báo cho chàng biết quận chúa đã đi hứa tiên không hiểu lý do tại sao phó ngự sử lại như vậy uy trần lúc này mới nói quận chúa là một người ngay thẳng trung thực nên bản thân chàng chẳng xứng đáng với quận chúa thời khuyết hôm nay làm chủ hôn cho gia đình xài ra và chàng cũng đã chuẩn bị xong y phục để đến đó chiêu nhan cùng với đạo hoàng cũng đã vào trong hôn lễ nhưng chiêu nhan lại bị một người đàn ông đụng vào và làm rơi khăn che mặt chưa kịp đeo nó vào thì mọi người đã nhận ra nàng và gia đình xài ra đã rất tức giận vì cho rằng nàng đến đây để phá đám như lần trước người ngoài nhìn nàng thì biết nàng ở phủ ngự sử nên đã đồn đoán rằng chiêu nhan cùng với đại nhân đang có mối quan hệ mờ ám chiêu nhan liền thanh minh và nàng cũng nói nàng đã không còn ở trong phủ ngự nữa thời khuyết lúc này cũng đã xuất hiện và đến binh vực chiêu nhan trước mặt mọi người chàng choàng lấy vai chiêu nhan và nói với mọi người nàng là người của mình chỉ vài hôm nữa thôi đại nhân sẽ đưa chiêu nhan về lại phủ ngự sử của mình sau đó chiêu nhan cũng đã tìm đến nơi của đạo hoàng đạo hoàng đang đứng trong phòng và nhìn vào một bà lão đây cũng chính là người mà đạo hoàng muốn tặng quà trước khi trở về kết phái chiêu nhan thấy vậy thì liền đến và nói với bà vừa nhìn thấy thanh kiếm thì chiêu nhan liền biết được đây chính là của đạo hoàng phu quân bà vào rất lâu về trước cả hai đã cử hành hôn lễ với nhau và sau đó thì đạo hoàng phải ra trận ngoài chiếc áo cưới này ra thì bà cũng không còn biết bán thứ gì để mua về thanh kiếm cho đạo hoàng đạo hoàng hứa là sẽ trở về với thanh kiếm này nhưng từ khi chàng đi thì tung tích của chàng cũng đã không còn nữa hôm nay đạo hoàng thấy được đứa cháu gái của mình cử hành hôn lễ thì chắc chắn sẽ vui mừng biết mấy hôn lễ được cử hành đạo hoàng nhìn hai người cháu của mình mà không ngừng rơi nước mắt đạo hoàng nhớ về năm xưa mình cùng với thê tử của mình cũng như thế khi ước nguyện cuối cùng đã hoàn thành thì đạo hoàng đến cảm ơn chiêu nhan và rồi trở về kết phái tôi đến thời khuyết cùng với chiêu nhan trở về chiêu nhan lúc này đã cảm ơn thời khuyết vì chàng đã giúp nàng ban này nhưng thời khuyết không chấp nhận lời cảm ơn như thế và chàng đã bày tỏ tình cảm của chàng dành cho nàng nhưng chiêu nhan đã ngay lập tức từ chối vì sợ thời khuyết sẽ lại vì mình mà rơi xuống vực sâu thời khuyết liền đến và ôm hôn chiêu nhan chàng đã nói bản thân chàng cũng sẽ không trở về cung trăng lạnh lẽo đó nữa vì ở đây có người chàng muốn bảo vệ. Cả hai người đã hứa là sẽ ở bên nhau và bảo vệ lẫn nhau cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đế quân ở trên cung trăng nhìn thấy hai người hạnh phúc như thế thì người lại nói vào đêm trăng tròn chắc chắn nhân gian sẽ lại có một cuộc chiến lớn. Chiêu Nhan trở về nhà cùng với Thời Khuyết và Thời Khuyết đã muốn ngủ lại tại Vân Gia. Tuy nhiên Chiêu Nhan đã từ chối vì hai người cho dù có bày tỏ cho nhau biết nhưng cũng không thể ngủ chung. Thời Khuyết thấy nàng nói vậy thì cũng không làm khó nàng mà trở về lại phủ ngự sử. Hôm sau, Thời Khuyết đang cảm thấy rất giận bản thân vì chàng không đưa trực tiếp châm cài cho Chiêu Nhan nên bây giờ chẳng biết Chiêu Nhan có thích châm cài hay không. Đối với Chiêu Nhan thì nàng luôn mang theo bên mình và rất trân quý. Thời Khuyết đang giao công việc cho lính của mình thì Chiêu Nhan vào, hai người cứ nhìn nhau rồi cười và hai tên lính thì chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cho đến khi tiểu quế cắt ngang thì Chiêu Nhan khá xấu hổ và đã chạy trốn. Chiêu Nhan trở về khinh binh khí thì thấy Thời Khuyết và chàng nói chàng muốn làm những điều giống như người phàm làm. Chàng muốn nắm tay nàng và thả đèn hoa đăng. Vậy là cả hai người đã quyết định đi thả đèn. Cả hai đã đi ra chợ và mua đèn hoa đăng để thả. Chiêu Nhan cảm thấy điều này rất kỳ lạ vì vốn dĩ thời khuyết là nguyệt thần nương nương giúp mọi lời cầu nguyện thành hiện thật thì tại sao hôm nay lại thả đèn. Thời khuyết liền nói năm xưa ở trên cung trang chàng đã chứng kiến rất nhiều người ước nguyện vì lòng tham của bản thân. Tuy nhiên Chiêu Nhan lại chính là ngoại lệ vì vậy mà chàng mới ban đôi mắt của chàng cho nàng. Chiêu Nhan nghe vậy thì cũng đã nói với thời khuyết rằng hôm nay hãy ban điều ước của nàng thành hiện thật trương nhan đã ước rằng thời khuyết có thể sống bình an và hạnh phúc sau đó cả hai người đã hôn nhau tạ uy trần thì đang đọc về lịch sử của thanh châu và chàng cũng đã nhận được một tin tức mới có một nam nhân từ thịnh kinh đến thanh châu để vui chơi khám phá và người đó tên là hàn lư uy trần nghe xong thì cảm thấy người này không đơn giản đến thanh châu này để chơi mà còn có một ý định nào khác chàng cho cận vệ nâng cao an ninh của thanh châu và trước khi hai tên cận vệ rời đi thì đã hỏi về đồ của quận chúa để lại phủ ngự sử và hứa bắc đã đề nghị sẽ đi trả dùm Tuy nhiên Uy Trần lại không muốn và chàng muốn bản thân sẽ tự tay trả cho quận chúa. Hàn Lư cũng đã đến phủ thành chủ để tìm thành chủ. Quận chúa lúc này đang rất bối rối vì mãi chưa thấy Uy Trần đến tìm mình nhưng tiêu trà đã nói với nàng phải vừa không quan tâm đến Uy Trần trong vòng 3 ngày thì chàng ấy sẽ đến. Thời khuyết cùng với Chiêu Nhan đã đến túy ẩm lâu để dùng bữa nhưng đang dùng bữa thì khôi cơ lại xuất hiện nhưng bà ta lại không muốn thời khuyết biết. Chiêu Nhan thấy thế thì liền lấy cớ bản thân đang bị đau bụng và đi ra bên ngoài gặp khôi cơ. Khôi Cơ cảm thấy rất tức giận về việc Chiêu Nhan vẫn ở bên cạnh Thời Khuyết và bà muốn mượn thân thể của Chiêu Nhan để bày tỏ hết mọi chuyện cho Thời Khuyết biết. Cùng lúc này, một người đàn ông tên Hàn Lư xuất hiện và khi thấy Hàn Lư thì Khôi Cơ rất sợ hãi và lập tức biến mất. Chiêu Nhan cảm thấy người đàn ông này có vấn đề nhưng chưa kịp suy nghĩ thì ông đã đứng sau lưng mình. Hàn Lư đến và hỏi Chiêu Nhan đang gặp chuyện gì nhưng nàng nói bản thân không sao và cho đến khi nàng rời đi Thò Hàn Lư liền hỏi nàng nhìn thấy được nghịch tiên đúng không? Chiêu Nhan nghe xong thì vô cùng hoảng hốt và liền chối nhưng Hàn Lư lại không tin và cứ nhìn chầm chầm vào Chiêu Nhan rồi nói trên người nàng chắc có một thứ gì đó đặc biệt. Thời khuyết cuối cùng cũng đã xuất hiện và cả hai người đã cùng nhau rời khỏi quán ăn đó. Uy Trần cuối cùng cũng đến tìm quận chúa để trả lời về câu hỏi hôm bữa. Đắn đo một hồi thì Uy Trần nói giờ đây vẫn còn rất nhiều nguy hiểm nên người như chàng không xứng với quận chúa. Nói xong thì Uy Trần cũng trả đồ cho quận chúa nhưng quận chúa rất buồn và quận chúa đã nói Uy Trần nợ nàng một mối ân tình. Uy Trần đã nói chắc chắn khi quận chúa gặp chuyện sẽ có nàng và cứ thế rời đi để quận chúa lại với nỗi buồn. Hàn Lư cuối cùng cũng đã tìm được đến Vân gia nhưng hắn không vào bên trong được vì đã Vân gia đã được bảo vệ. Tuy nhiên hắn nói cho dù có bảo vệ thế nào thì chuyện đó cũng xảy ra và hắn sẽ không để chuyện như năm xưa lặp lại lần nữa. Tôi đến thời khuyết cùng với tiểu Quế trở về nhưng thời khuyết lại thấy có gì đó bất an và lúc này từ đâu có luồng ám khí. Thứ này khiến thuyền của cả hai người không thể di chuyển cho đến khi thời khuyết làm phép chiêu nhan ở phủ đang phân vân không biết có nên cài châm cài lên tóc không và cuối cùng nàng cũng đã cài nó thành chủ cũng đã đến tìm thời khuyết để hỏi về quá khứ của chàng vì hàn lư đã nói với thành chủ một số chuyện thời khuyết nghe xong thì cũng nói bản thân mình là thái mờ thượng thần trên cung trăng nhưng thành chủ không tin thành chủ đã nói chiêu nhan cùng với thời khuyết không thể ở bên nhau được vì thế nào cũng sẽ rời xa nhau tuy nhiên thời khuyết thì đã nói cho dù có xảy ra chuyện gì xấu với chàng thì chàng cũng sẽ bảo vệ nàng cuộc trò chuyện này chiêu nhan đã nghe hết mọi chuyện nàng thấy bản thân vô cùng ích kỷ vì vậy mà thời khuyết đòi đưa nàng về nhà nhưng nàng đã không chịu và tự về một mình chiêu nhan về đến nhà không biết phải làm sao đối mặt với thời khuyết lúc này thời khuyết đến và nàng chỉ còn cách giả bị nghịch tiên mượn thân thể nhưng dường như thời khuyết không hề tin cho dù nàng có cố gắng nói như thế nào đi nữa cho đến khi chiêu nhan đuổi thời khuyết về thì chàng đã tiến lại và hôn nàng thời khuyết vừa hôn chiêu nhan xong thì chàng liền nói chắc chắn là nghịch tiên sẽ không còn trong người nàng nữa chẳng phải cả hai đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt và vượt qua mọi chuyện sao bây giờ lại có thể như thế được chiêu nhan nghe xong thì liền vừa như mình mới được nghịch tiên kia trả lại thân thể nên đã nói bản thân không nhớ gì hết thời khuyết dù biết chiêu nhan chỉ đang diễn kịch nhưng vẫn tin thời khuyết vẫn luôn bên cạnh chiêu nhan đợi nàng ngủ khi chiêu nhan đề nghị chàng hãy trở về nhưng chàng vẫn ở lại để bảo vệ nàng nhìn thời khuyết như vậy chiêu nhan cảm thấy thật tốt và cảm thấy bản thân mình thật may mắn sáng hôm sau chiêu nhan gặp uy trần khi được hỏi tại sao hôm nay lại vui như thế thì nàng liền nói đó là nhờ thời khuyết hơn nữa chiêu nhan cũng nói sẽ trân trọng khoảng thời gian ở bên nhau để không phải hối tiếc chiêu nhan còn nói với uy trần hãy quan tâm người mà luôn quan tâm tới mình cuộc đời này ngắn lắm uy trần nghe xong thì có chút buồn và chiêu nhan cũng biết uy trần có tình cảm với tình tình chiêu nhan đã thẳng thắn hỏi chàng và chàng cũng nói khi vừa như người xa lạ với quận chúa thì chàng cũng rất buồn chiêu nhan trở về khinh binh khí và cài châm cài lên tóc mình rồi nghĩ cách cảm ơn thời khuyết như thế nào cho đúng thì nàng thấy khôi cơ trong gương quay lưng lại thì nàng chẳng thấy ai và cùng lúc đó quận chúa cho gọi nàng chiêu nhan đã lập tức đến ăn cùng với quận chúa quận chúa cũng đã kể cho nàng nghe chuyện bản thân quận chúa bị từ chối tuy nhiên chiêu nhan vẫn tin chắc rằng quận chúa có thể xoay chuyển được tình hình vậy nên quận chúa không phải buồn nhiều bên ngoài lúc này trở nên ồn ào và khi hai người ra xem thì đã thấy hàn lư chiêu nhan còn nhìn thấy sau hàn lư chính là khôi cơ chiêu nhan thấy hai người họ xong thì ngay lập tức đuổi theo khôi cơ ra tới tận bờ sông và nàng đã bị khôi cơ mượn thân thể của nàng trâm cài trên tóc nàng rơi xuống và cũng có chân của một người đàn ông đi qua thời khuyết không tìm thấy chiêu nhan thì đã vô cùng tức giận đến túy ẩm lâu để hỏi quận chúa tuy nhiên quận chúa đã nói chiêu nhan đã bỏ đi đâu đó rồi và thời khuyết đã cho người đến gặp tạ uy trần để đưa quận chúa về trong miếu khôi cơ cũng đã tỉnh dậy và ngay lập tức nàng đã hỏi hàn lục có phải là hàn ảnh không vừa nghe thì hàn ảnh liền biết đây chính là khôi cơ khôi cơ rất tức giận và nói về chuyện tại sao chỉ vì thường hy có đôi mắt nhìn thấy dục vọng lại bị hàn ảnh trừng phạt hàn ảnh liền nói năm xưa chính khôi cơ là người đã nhốt hàn ảnh vào trong kết phái bằng thân thể của nàng và điều này đã khiến cho hắn trở thành một linh hồn Khôi cơ nghe vậy thì liền nói hàn ảnh đúng là linh hồn vì vốn dĩ hắn chẳng làm được gì mà chỉ là tay sai của đế quân và thật ra hắn muốn được hơn như thế. Hắn muốn trừng phạt thường hy chỉ vì sợ rằng thường hy sẽ nhìn thấy được mong muốn thật sự trong người của hắn. Nghe đến đây thì hàn ảnh vô cùng tức giận và quyết định sẽ ra tay với khôi cơ lẫn chiêu nhan. Tuy nhiên khôi cơ đã dùng thân mình để bảo vệ chiêu nhan vì bây giờ nữ tử này sẽ lắp được khoảng trống của thường hát y. Khôi cơ quả không đọ lại hàn ảnh nên đã rời đi, hắn lúc này tiến lại chiêu nhan nhưng chưa kịp làm gì thì thời khuyết đã xuất hiện và dùng pháp thuật của mình khiến hàn ảnh nằm ra đất hàn ảnh thoát ra khỏi người của nam nhân này và nói với thời khuyết về việc bản thân hắn sẽ nhất định xử lý được thời khuyết sớm muộn gì thì cả hai cũng sẽ không thoát được hắn đâu thời khuyết nhanh chóng chạy lại chỗ chiêu nhan và chiêu nhan đã kể hết mọi chuyện cho thời khuyết nghe rồi sau đó ngất đi khôi cơ trở về thiên cung và biến thành một bông hoa đế quân chứng kiến hết mọi chuyện mà không ngừng rơi nước mắt chiêu nhan đã giúp thời khuyết gỡ được nút thắt trong lòng về mẫu thân của mình như giờ đây nàng đã nằm đó không chịu dậy Tiểu Quế biết chuyện và liền thấy vết thương trên cổ Chiêu Nhan thì liền nói đây chính là do chảy thanh đồng để lại. Trẻ thanh đồng do đế quân tạo ra và người bị sẽ khó thể nào mà vượt qua được. Thời Khuyết liên tục hỏi cách chữa trị thì cách duy nhất đó chính là đế quân. Thời Khuyết quyết định đưa Chiêu Nhan lên cung trăng và nếu như đế quân không chữa trị thì mọi thứ sẽ lại diễn ra như năm đó thêm một lần nữa. Tiểu Quế lập tức cầu xin Thời Khuyết đừng làm như vậy vì như vậy là phạm luật trời nhưng những cái luật đó chẳng còn quan trọng so với Chiêu Nhan như bây giờ nữa. Đối với Thời Khuyết bây giờ thì những cái luật cũ rích đó cần được thay đổi. Trước khi đi thời khuyết đã dặn Tiểu Quế phải cẩn thận vì người em trai song sinh của đế quân chính là Hàn Ảnh vẫn còn ở đây. Thành chủ hối hả xông vào phủ ngự sử tìm thời khuyết để hỏi về tình tình vì sau khi ăn với Chiêu Nhan thì tình tình vẫn chưa về. Chưa kịp để thành chủ hỏi trêu Nhan về tình tình thì thời khuyết đã cùng với Chiêu Nhan lên mặt trăng. Nhìn thấy hình ảnh này thì thành chủ không khỏi mắt chữ A mùng chữ Ô bởi giờ đây ông có thể tin thời khuyết chính là thái mờ thượng thần thật sự. Thời khuyết lên tới cung trăng thì lúc này đế quân cũng xuất hiện và nói cho chàng biết về việc mẫu thân chàng đã hóa thành bông hoa hồ cơ này thời khuyết nghe xong thì cũng rất vui mừng nhưng chàng vẫn phải nói chuyện với đế quân thời khuyết mong đế quân có thể giúp chàng cứu chiêu nhan đế quân cảm thấy có chút buồn lòng vì bao nhiêu năm qua thời khuyết thà sống lang bạt chứ không chịu về cung trăng nay lại còn không xưng cha con với đế quân đế quân không phải không muốn giúp nhưng thời khuyết như vậy là đang phạm luật trời tuy nhiên thời khuyết dường như chẳng quan tâm đến mấy cái luật đó nữa mà chỉ cần chiêu nhan có thể khỏe mạnh trở lại Đế Quân thấy vậy thì cũng chẳng nói gì thêm vì thấy con trai đã thật sự có người để bảo vệ, nhưng nếu đã muốn cứu Chiêu Nhan đến vậy thì hãy tự mình làm mà đừng nhờ vả đến ai. Đế Quân nói xong thì rời đi và Chiêu Nhan cứ mãi suy nghĩ về câu nói của cha mình. Thế là chàng đã sử dụng sức mạnh từ mặt trăng và sau đó đưa năng lượng đó vào bên trong người Chiêu Nhan. Chiêu Nhan ngay lập tức tỉnh dậy chỉ sau vài phút và hai người đã ôm nhau vô cùng hạnh phúc. Uy Trần đang cõng quận chúa ngủ say trên lưng, chàng cứ nói chuyện với nàng mãi mà chẳng thấy trả lời quay lại nhìn thì thấy nàng đã vào giấc ngủ vì vậy mà tạ uy trần đã thổ lộ tấm lòng của mình với nàng không phải uy trần không có tình cảm với quận chúa mà vì bản thân chàng nhiều năm qua đã lang bạc khắp nơi và có mỗi sư phụ chỉ là người thân duy nhất đến nay sư phụ ở đâu lại không rõ tung tích đã thế còn bị cuốn vào vòng xoáy này người như chàng thì không thể nào lo cho quận chúa được cứ thế mà hai người đã về tới phòng quận chúa vào lúc uy trần chuẩn bị rời đi thì tình tình đã quay sang hôn chàng uy trần vô cùng hoảng hốt đã thế thì Tình Tình cũng nói luôn việc bản thân đã nghe hết những gì chàng nói vào lúc đi trên đường. Tình Tình chẳng quan tâm đến cuộc sống, quá khứ hay tương lai của Uy Trần như thế nào bởi cho dù có như thế nào thì quận chúa vẫn chọn ở bên chàng. Uy Trần nghe Tình Tình nói thế và nhớ lại những gì cả hai đã cùng nói với nhau thì chàng đã tiến về phía quận chúa. Quận chúa thấy thế thì bắt đầu rơi nước mắt và nói với Uy Trần nếu muốn từ chối tiếp thì cứ từ chối đi. Tuy nhiên bản thân nàng sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc vì chàng chính là người mà nàng đã chọn. Lúc này Uy Trần bỗng lau nước mắt cho quận chúa và nói với quận chúa về việc cả hai người sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời này. Quận chúa tinh tình hãy cứ yên tâm chờ ở đó vì chàng chắc chắn sẽ quay lại và cầu hôn người bởi từ giờ phút này Uy Trần không muốn bỏ lỡ tình tình nữa. Thành chủ đang cảm thấy rất buồn bã vì thời khuyết đã rời đi đến cung trăng nhưng khi nghe muội muội thông báo chuyện cầu hôn thì vô cùng bất ngờ. Tình tình không muốn đợi nên đã kêu ca ca chuẩn bị mọi thứ để nàng đến phủ ngữ sử cầu hôn Uy Trần. Tuy nhiên thành chủ đã không đồng ý mà còn rất tức giận, ông cho rằng mình đã nung chiều muội muội quá nên mới thành ra như này. Ngay bây giờ thì Tình Tình phải vào phòng và bị cấm túc 3 ngày. Tình Tình nghe xong thì đã đánh ca ca và nói chuyện kết hôn Tình Tình sẽ tự giải quyết, nếu không cưới Uy Trần thì sẽ không là ai khác. Chiêu Nhan ở cung trang đi tham quan mọi thứ và khi nàng biết được bông hoa hồ cơ đó chính là khôi cơ thì đã quỳ xuống để cảm ơn người. Thời Khuyết cũng đã thấy vậy và cũng quỳ xuống để cảm ơn mẹ mình vì đã dùng cả sinh mạng để bảo vệ đứa con này. Hôm sau mọi thứ đã được đưa đến phủ ngự sử nhưng theo lời Thời Khuyết thì cận về không được cho ai vào tình tình thấy thế thì đã trèo qua cửa và vào trong để nói chuyện riêng với uy trần nàng từ trên cao nhảy xuống uy trần thấy vậy thì liền lại đỡ và cả hai đã ngã xuống đất tình tình ngại ngùng liền rời đi nhưng đã bị uy trần kéo tay lại và khóa môi nàng hình ảnh này thời khuyết và chiêu nhan đều nhìn thấy trên cung trăng cả hai vô cùng ngượng ngùng nhưng sau đó thời khuyết cũng đã ôm lấy chiêu nhan và hai người trao nhau một nụ hôn hạnh phúc tiểu quế đang sầu não vì mãi không thấy thời khuyết về và lúc đó chàng đã nhìn thấy một bóng đen bên ngoài thì liền chạy ra lúc này bóng đen đó đã vào trong phòng và làm rớt kết phái khiến nó bị vỡ uy trần đang đi tuần tra nghe tiếng thì liền chạy vào bên trong và tiểu quế cũng đã có mặt ở đó chiêu nhan cùng với thời khuyết ở trên cung trăng và thời khuyết đã nói cho chiêu nhan biết về tâm niệm mà chàng sẽ không bao giờ quên lúc này mặt hồ hiện ra hình ảnh của chiêu nhan khi còn bé và sự xuất hiện của chiêu nhan thật sự rất đặc biệt bỗng dưng có một luồng khí đen cứ quay quanh thân cây thời khuyết thấy vậy thì biết có chuyện chẳng lành nên đã đến để gặp đế quân Thời khuyết vừa đi thì dưới trần gian liền thấy mặt trăng từ màu trắng đã chuyển sang màu đỏ thế nên mọi người vô cùng sợ hãi và bỏ chạy về nhà. Thời khuyết hỏi đế quân về hàn ảnh thì người cũng chẳng giấu giếm mà kể cho chàng nghe. Hàn ảnh chỉ là một cái bóng dựa vào những thân thể trên thế gian này để tồn tại. Năm xưa chính hắn là người muốn lấy đi cặp mặt của thời khuyết vì nó chính là thứ đe dọa nhân gian này. Đế quân cảm thấy rất có lỗi vì năm xưa đã không ngăn cản hắn mà để hắn làm hại thời khuyết cùng với khôi cơ. Thời khuyết nghe xong thì liền nói hàn ảnh chính là người đã khiến khôi cơ rời đi nên chàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hàn ảnh. Đế quân thấy thế thì cũng ủng hộ con trai và cổ vũ con hãy làm những việc mà bản thân cho là đúng và hãy bảo vệ người mình yêu. Thời khuyết cùng với chiêu nhan quyết định trở về và bây giờ Trần Gian đang phải đối mặt với nguy hiểm. Trước khi đi thời khuyết đã lấy đi ký ức của nàng về cung trang này và sau đó thì nàng đã ngất xỉu. Nàng mơ thấy mình đang ở trong vân gia và gặp được mẫu thân của nàng. Chiêu nhan đã ôm mẹ và khóc lóc vì nhớ mẹ nhưng mẹ nàng nói bà ấy vẫn luôn bên cạnh này chiêu nha liền tỉnh dậy và thấy mọi người đã ở đó để chờ nàng mọi người cùng nhau đi ra ngoài xem thì bầu trời không biết từ lúc nào đã trở nên đỏ hoát thời khuyết thấy vậy thì liền giao nhiệm vụ cho uy trần hãy cử người đi bảo vệ thành thanh châu đi trên đường thì người dân đã rất lo sợ và liên tục chạy về nhà quận chúa nhìn thì thấy uy trần đang có điều gì muốn nói sau khi hỏi thì uy trần đã ngay lập tức nói chuyện này dường như có liên quan đến sư phụ của chàng uy trần ngay lập tức về kể mọi chuyện với thời khuyết và khi nghe uy trần miêu tả về người đó thì chàng liền nói tên đó chính là hàn ảnh uy trần liền nói bản thân có một kế hoạch nhưng khá là mạo hiểm hàn ảnh đến vì đôi mắt của chiêu nhan nên hãy để chiêu nhan làm mồi nhử uy trần chưa kịp nói dứt lời thì thời khuyết đã ngăn cản vì bản thân chàng không thể để cho chiêu nhan gặp nguy hiểm tuy nhiên chiêu nhan ở bên ngoài đã nghe hết và nàng đã nhờ uy trần gửi một lá thứ đến cho quận chúa giúp mình uy trần làm theo lời chiêu nhan mà cũng chẳng biết trong thư ghi gì nhưng khi quận chúa đọc thì nàng đã rất hốt hoảng thành chủ đang ngồi uống trà thì nghe thông tin thời khuyết muốn gặp nên đã lập tức chuẩn bị xe và đi gặp thời khuyết thành chủ vừa đi thì người báo tin cho thành chủ liền nháy mắt với trưởng trà và quận chúa thời khuyết thì lại nhận được thông tin thành chủ muốn gặp chàng nên đã chuẩn bị xe để đến đó sau khi thời khuyết đi thì quận chúa đã đến phủ ngự sử và cả hai đã bàn về chuyện Triêu nhan sẽ làm mồi nhử uy trần nhìn thấy thời khuyết cứ đang đứng đợi một ai đó thì liền hỏi và khi biết được thì uy trần nói có phải trêu nhan đã quyết định làm mồi nhử rồi hay không uy trần lúc này cũng đưa cho thời khuyết chảy thanh đồng mà chàng đã tìm thấy trong miếu theo lời mời gọi từ Triêu nhan thì hàn ảnh đã xuất hiện quận chúa thấy thế thì muốn ra sức bảo vệ chiêu nhan nhưng lại bị tên kia làm ngất xỉu chiêu nhan cứ thế mà bị ma lực của hàn ảnh dày vò và vào lúc không chịu được nữa thì thời khuyết xuất hiện thời khuyết cùng với hàn ảnh đã có màn đọ sức với nhau nhưng hàn ảnh lại có thêm cả bọn nghịch tên kia nên thời khuyết có vẻ yếu thế chiêu nhan thấy thế thì ra sức nói với nghịch tiên về những mong ước cuối cùng của họ có vẻ như những lời nói đó đã làm lung lay nghịch tiên thế nên hàn ảnh đã dùng ma thuật của mình vào chiêu nhan uy trần thấy thế thì liền dùng chày thanh đồng để bảo vệ chiêu nhan nhưng cuối cùng cũng như quận chúa chiêu nhan vẫn ra sức kêu gọi nghịch tiên hãy nhớ lại cho đến khi nhắm mắt lại chiêu nhan lại thấy ba và mẹ của mình và ba cùng với mẹ của nàng đã nói nàng hãy cố gắng sống lương thiện thì lương thiện cũng sẽ đến với mình hơn nữa bên cạnh đó nàng còn có người nàng yêu thương và cũng yêu thương nàng nói xong thì ba mẹ chiêu nhan cũng rời đi và nàng cũng đã tỉnh dậy trước mặt nàng là những nghịch tiên đang bảo vệ nàng thời khuyết nhân cơ hội đó dùng chày thanh đồng để xử lý hàn ảnh hắn ta lập tức biến mất và thời khuyết đã đến bên chiêu nhan để xem nàng có sao hay không Cùng lúc đó những nghịch tiên cũng đã nhìn nàng với ánh mắt hạnh phúc và rời đi. Tuy nhiên Hàn Ảnh lại quay lại và hắn nói thời khuyết đã khiến cho thân thể hắn không nguyên vẹn nên hắn sẽ tự làm cho chính mình biến mất. Ánh trăng cuối cùng cũng đã trở về được bình thường và mọi người cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thành chủ đã đến để gặp thời khuyết, đáng lẽ ông đã đến sớm hơn nhưng vì ông bị lạc đường do sương mù nên giờ mới đến. Cầm trên tay đèn kết phái và thành chủ đã đưa cho thời khuyết, đèn này là do một người đàn ông ăn nói không biết trên dưới như thời khuyết nhờ thành chủ đưa cho chàng. Chỉ cần nói đến đây thời khuyết đã biết được người đàn ông đó chính là đế quân. Về đến phủ thì thời khuyết cứ cầm mãi đèn trên tay và nhớ về những gì hàn ảnh đã nói trước khi biến mất mà trở nên rất buồn. Chiêu nhan thấy vậy thì đã tiến đến hỏi thăm chàng nhưng thời khuyết thay vì trả lời thì lại nói với chiêu nhan về chuyện nghịch tiên tạm thời đã trở về kết phái hết rồi nên nàng sẽ không cần phải lo lắng. Thời khuyết muốn biết chiêu nhan hiện giờ có còn ước nguyện gì không và đương nhiên là có nhưng nàng đã nói bản thân nàng sẽ tự có cách để thực hiện ước nguyện này. Tại vân phủ, chiêu nhan cùng với tình tình cùng nhau uống một trầu và đó chính là ước nguyện mà chiêu nhan muốn ngày xưa nàng không thể uống hay khóc lóc hay bệnh vì như vậy nàng sẽ bị nghịch tiên mượn thân thể nhưng giờ đây thì nàng rất vui vì đã không còn những chuyện như thế xảy ra nữa rồi tình tình cũng cảm thấy vui thay cho cô bạn của mình vì từ nhỏ tới giờ nàng đã phải chịu khổ cự rất nhiều nhưng giờ đây bên cạnh nàng đã có thời khuyết và chàng ấy sẽ bảo vệ cho chiêu nhan còn chiêu nhan thì cứ mãi lo lắng cho thời khuyết bởi tâm trạng chàng không được vui một lúc sau, chiêu nhan trên đường đi đến phủ ngự sử vì nàng nghĩ đang có nghịch tiên đi theo mình nhưng người đang theo nàng lại là thời khuyết. khi thời khuyết hỏi nàng đi đến phủ ngự sử để làm gì thì nàng liền nói đến đó để gặp người nàng thích. chiêu nhan cảm thấy nghịch tiên này khác lạ vì biết nói chuyện và khi quay lại nhìn thì không những nàng không nhận ra thời khuyết mà còn khen nghịch tiên này vô cùng tuấn tú rồi sau đó ngủ trên vai của nhậm thời khuyết. sáng hôm sau, chiêu nhan tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên tay thời khuyết và khi hỏi lại thì nàng đã biết bản thân mình đêm qua đã làm nhiều điều thất lễ. Không may thì thời khuyết đã phá vỡ tôn nghiêm của mình luôn rồi. Tạ Uy Trần đã quyết định sẽ không làm phó ngự sử của Thanh Châu nữa mà rời đi. Ban đầu chàng đến đây theo như yêu cần của sư phụ nhưng giờ mọi thứ đã được giải quyết xong nên chàng có thể yên tâm đi đến phủ thành chủ được rồi. Uy Trần cùng với thành chủ đã nói chuyện với nhau về việc cưới hỏi, Uy Trần đã xin thành chủ cho chàng được bảo vệ tình tình cả đời. Từ trước đến giờ chàng có thể chấp nhận hy sinh mình để bảo vệ cho chi kỷ nhưng từ giờ thì không còn nữa vì chàng đã có người để bảo vệ. Thành chủ thấy vậy thì cũng rất an lòng và ông cũng đã can dặn hãy cố gắng yêu thương và bảo vệ tình tình, đừng mắng chửi tình tình và phải cho tình tình biết bản thân nàng được yêu thương. Tình tình đứng bên ngoài nghe thấy thì cũng khóc trong vui sướng. Kham Khư cũng đã biết chuyện nếu như thiếu một nghịch tiên thì trời đất sẽ không ổn định và thời khuyết dường như cũng đã có kế hoạch riêng cho bản thân. Kham Khư nhìn vào thì cũng biết thời khuyết có ý định gì và chàng cũng đã nói nếu làm vậy thì thời khuyết và chiêu nhan sẽ xa nhau. Nhưng nếu bây giờ chàng không làm như vậy thì người dân sẽ không được yên ổn thành chủ cũng đã hay tin được những người dân sống ở vùng ven biển luôn gặp thiên tai và sớm muộn gì thì họ cũng vào thanh châu chiêu nhan đến tìm tiểu quế để hỏi về chuyện thời khuyết tại sao lại buồn những ngày hôm nay và khi nghe tiểu quế nói xong thì nàng cũng có chút buồn nhưng nàng không thể ích kỷ thời khuyết sẽ phải lên cung trăng để mọi thứ có thể yên ổn trở lại và ánh trăng kia sẽ bảo vệ chiêu nhan nhưng chàng không biết phải nói lời tạm biệt với nàng như thế nào cùng lúc này thì chiêu nhan cũng đến tìm chàng chiêu nhan nói với thời khuyết bản thân nàng đã biết chàng muốn làm gì và nàng mong muốn ngày mai cả hai sẽ cùng nhau đi dạo Tình Tình đang thử y phục cưới cùng với Uy Trần, Chiêu Nhan và Thời Khuyết thấy vậy thì cũng chẳng muốn làm phiền. Thời Khuyết cùng với Chiêu Nhan lại đi đến phủ thành chủ và nhờ người đem bức tượng vào cho thành chủ. Thành chủ khi mở ra thì cảm thấy vô cùng buồn bã bởi cuối cùng Thời Khuyết cũng rời đi. Thành chủ thật sự không muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Cả hai người đi dạo cùng nhau và rồi Chiêu Nhan nói cũng đã đến lúc Thời Khuyết phải rời đi. Trước khi rời đi Thời Khuyết đã căn dặn Chiêu Nhan phải sống thật tốt và hãy trân trọng đôi mắt của nàng cũng như là người đã cho nàng đôi mắt đó. Thời khuyết nghĩ thầm trong lòng rằng nhất định cả hai người còn sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Chiêu nhan đã quay lưng chỗ khác để không nhìn thấy cảnh thời khuyết rời đi và khi chàng đi rồi thì nàng liền nhớ đến những gì cả hai đã cùng nhau trải qua và òa khóc. Lúc này trên trời từ đâu rớt xuống tay chiêu nhan một cục tròn và năng lượng ở trên đó đã vào trong thân thể của nàng. Khi nó vừa vào bên trong cơ thể thì nàng liền nhớ đến khoảng thời gian bản thân nàng lên cung trăng và thời khuyết đã giữ lại đoạn ký ức đó cho nàng. Một năm đã trôi qua, Tiểu Quế cùng với thành chủ đang ngồi câu cá với nhau thì cả hai lại xảy ra tranh cãi vì hai người đã mắc cần câu vào nhau. Tiểu Quế tức quá và muốn bỏ về thì thành chủ lại nói nếu tiểu Quế bỏ về sẽ chẳng bao giờ trả lương cho chàng nữa. Tuy nhiên bây giờ thì thành chủ không phải là ông nữa mà người đó chính là Tình Tình. Tình Tình đã giải quyết mọi chuyện trong thành và Uy Trần thấy thê tử mình làm việc mệt mỏi nên đã đưa thê tử cùng với đứa con sắp chào đời trong bụng đi dạo. Tình Tình đã hỏi Uy Trần có biết hôm nay là ngày gì không và Uy Trần đã trả lời hôm nay là ngày 15 tình tình nghe xong thì nói thời khuyết đã rời đi được một năm và chiêu nhan cũng đã đợi thời khuyết được một năm rồi chiêu nhan đang nằm ngủ thì liền nghe có tiếng thời khuyết nói giờ này mà chiêu nhan còn chưa chịu dậy nghe xong thì chiêu nhan ngay lập tức thức dậy vì cứ tưởng thời khuyết đã về nhưng nàng nghĩ lại thì thấy bản thân chỉ đang nghỉ nhiều thôi chiêu nhan nhanh chóng đến phủ ngự sử thì gặp tiểu quế và nàng cũng đã biết được chuyện tiểu quế cùng với thành chủ cãi nhau chiêu nhan cho rằng thành chủ rất giống ô thố nên phải chăng đây là duyên phận nhưng chẳng có duyên phận nào ở đây cả vì tiểu quế ở đây là để bảo vệ cho chiêu nhan chiêu nhan đi ra chợ thì gặp ngay đế quân đế quân khi biết chiêu nhan nhận ra mình thì đã biết được rằng thường hy dường như đã để lại đoạn ký ức đó cho chiêu nhan đế quân đã nói về việc nàng không nên chờ đợi thời khuyết vì không biết bao giờ thời khuyết sẽ trở về cả đời này cũng chỉ ngắn lắm tuy nhiên chiêu nhan vẫn quyết tâm đợi thời khuyết vì cả hai đã có tình cảm với nhau rất mãnh liệt và trong tim nàng giờ đây thì cũng chỉ có một mình nàng đế quân thấy thế vì cũng rất vui mừng vì con trai thường hy của mình cũng đã được hạnh phúc trọn vẹn hơn ngày và khôi cơ đế quân đi đến nơi bản thân mình và khôi cơ gặp nhau lần đầu tiên và nói với nàng về việc thường hy đã rất hạnh phúc rồi cả đời này khôi cơ chỉ dành cho đế quân cùng với thường hy vì vậy mà đế qua đã thả bông hoa hồ cơ ra để mong khôi cơ có thể đi về nơi mà nàng muốn đến chiêu nhan đang ngắm trăng trên thuyền thì bỗng nhiên thuyền rung lắc dữ dội rồi bỗng dưng bình thường trở lại chiêu nhan quay lại sau lưng thì liền thấy thời khuyết đang đứng trước mặt mình chàng về đây là vì bản thân vẫn còn ước nguyện chưa thực hiện được ở dưới trần gian và chàng đã cần nàng giúp đỡ Chiêu Nha nghe xong thì nghĩ thời khuyết bây giờ chính là nghịch tiên và chàng trốn về được dưới này cũng là vì có đạo hoàng giúp đỡ. Cả hai cùng trở về phủ ngự sử nhưng khi gặp người thì thời khuyết vẫn trốn. Chiêu Nhan cảm thấy khá khó hiểu vì chàng là nghịch tiên thì cần gì phải sợ. Nhưng thời khuyết nói cho dù có là nghịch tiên thì cũng không nên lộ liễu quá và Chiêu Nhan cũng chẳng nghĩ nhiều. Cả hai cùng nhau ngắm trăng thì Tiểu Quế đã thấy nhưng vì thời khuyết ra hiệu nên Tiểu Quế cũng chẳng đến làm phiền. Cứ tưởng mọi thứ đã được suôn sẻ nhưng lúc này Uy Trần cùng với Tình Tình thấy hai người và đã đến chào hỏi vì thế mà chiêu nhan đã biết bản thân mình bị lừa nên đã rất tức giận và đuổi theo thời khuyết cả hai cùng dắt tay nhau đi dạo và lúc này chiêu nhan nói muốn ở bên thời khuyết cả đời chọn đời chọn kiếp của nàng cũng chỉ mong có thời khuyết bên cạnh vậy là cả hai cuối cùng cũng có thể ở bên nhau trao cho nhau một nụ hôn hạnh phúc viên mãn